có khi á em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi phải nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi khi em có bầu á thì em động tay như người ta thì được chồng chở đi làm, còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết đó. Em nhìn hồi mà từ nhỏ là em ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha, em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó, mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên Lê Vũ Phương, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp là em đang công an. Thôi chào em tên gì, giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Trang và hiện tại là em 24 tuổi, em đang là giáo viên. Cha, công an và giáo viên thì sao quen nhau được ta? Em với vợ em quen nhau là do hôm đó là cơ quan em tổ chức hội thao với lại văn nghệ. Rồi mời bên trường đại học sư phạm của vợ em đang học á. Và qua tham gia giao lưu. Cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh này thì sao? Chồng em nhỏ xíu à, em nghĩ là trong bộ công an có mỗi cái canteen lại bán cơm á, em nghĩ là chồng em là bán cơm ở trong đó. Rồi sao nữa? Dạ sau đó thì hai đứa coi văn nghệ thì ảnh có xin số điện thoại của em thì em cũng cho anh số. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ khoảng một tháng sau thì em với vợ em yêu nhau. Cũng lâu ha. Dạ. Rồi đó nghe nè, vợ em ghen dữ dội không? Cũng ít lắm anh. Rồi có lần nào mà ghen mà cãi vã nhau chia tay? Dạ có anh, thì lúc mà quen được 1.5 năm rồi á, lúc đó em mới phát hiện là chồng em còn quen cái cô ở dưới quê á. Mà em ngu lắm, em bữa giờ quen mà em không biết. Xong em tức giận quá, em thi xong em xách giỏ về quê. Sau đó thì chồng em năn nỉ rồi, lý trí ông bảo rồi con tim kia phải xách giỏ lên Sài Gòn tiếp. Ôi rồi xong lúc là tự động em vô luôn chứ cũng dạ. Không phải là do là nhận được lời xin lỗi. Dạ không, lúc đó em điện thoại lâu, cũng khoảng gần 1 tháng á em mới điện thoại được và đôi khi em xin lỗi. Rồi bao lâu rồi lấy nhau? Sau đó 6 tháng thì em lấy nhau. Vậy bây giờ tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Gần 1.5 năm rồi. Trước khi đám cưới là chân chu xuân sẻ, có khó khăn gì trước đám cưới không? Dạ không, trước khi đám cưới thì cũng khó khăn lắm chị, tại vì chồng em thì miền Tây, em thì miền Trung. Cưới thì mẹ em khóc dữ lắm, mẹ em nói là giờ có một đứa con gái mà giờ gả xa quá à. Với lại là mẹ muốn là về ở bên cạnh mẹ, là dù gì là cũng ở sát nhau thì có mẹ có con, cũng sợ vùng miền rồi không sống được với nhau á chị. Hai em phải làm như thế nào để vượt qua những cái điều đó? Em điện thoại cho ba mẹ em xin cưới thì ba mẹ em cũng nói là mày cưới gì xa quá, thôi để cưới ở miền Tây đi cho nó gần. Xong sau đó thì em điện thoại cho mẹ ba em với năn nỉ, thì nói chung là vợ thương vợ con rồi thì bây giờ buộc phải cưới nên ba mẹ cũng đồng ý theo con luôn. Dạ cũng đỡ ha. Giờ đến cái phần mà sau khi cưới về đó thì đại hội vạch mặt đó, tới đại hội phát hiện chồng em có gì xấu không? Đầu tiên á là ở sạch sẽ dữ lắm, cái nhà mà quét tới 3 người quét 3 lần rồi mà chú về chú cũng cầm chổi chú quét lại nữa. Áo quần của em á là 7-8 năm rồi vẫn y như mới, chứ không như em, đồ em cỡ vài tháng là thấy cũ rồi. Tính em là em cứ bừa xong rồi em mới dọn một lần luôn chứ em không có dọn từng cái một. Tôi ở sạch của anh em giờ ai cũng sợ. Chồng em còn gì nữa không? Về nhà chồng em ít nói lắm, chỉ ẵm con chơi chút rồi cũng không nói chuyện với ai hết á. Nên là cái khoảng cách giữa chồng em á với mẹ em á, nói chung là cứ hai người gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện với nhau, làm cái không khí gia đình á nó trầm lắng lắm, nó không có được vui vẻ. Nhìn thấy rất là vui vẻ, rất hoạt bát mà. Dạ trước giờ em ít nói lắm anh, mẹ ở nhà thì nói chung là cũng lâu lâu mới nói chuyện với mẹ vài câu thôi chứ cũng không có tâm sự với mẹ nhiều. Về là cứ hầm hầm mạch làm, cái xong mẹ em cũng thấy cảm thấy sợ chồng em nữa. Ủa nhưng mà mẹ em vô đây là chăm em, chăm dạ, chăm con bé của em đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ em sợ chồng em sao, kể nghe đó. Mỗi lần chồng em sắp về là mẹ em bắt đầu đi làm, là cái gì cũng phải thiệt sạch sẽ. Chứ mà chồng em có dữ không? Cũng biết nữa, tại chồng em ít. Chồng em nóng tính nên là chồng em im mà. Tuy là sau khi cưới về là em chưa bao giờ em tâm sự với vợ em hay sao? Dạ tâm sự với vợ. Vợ thì tâm sự chứ với mẹ vợ. Mẹ vợ thì em ít tâm sự với mẹ vợ. Chưa bao giờ luôn? Dạ chưa. Với mẹ ruột của em thì sao? Dạ nếu mẹ ruột thì em cũng ít nữa anh. Em thương mẹ vợ không? Dạ có chứ, đôi khi em thấy mẹ em ở nhà mẹ em làm hết trơn, vợ em không có làm gì hết trơn á. Con khóc vợ em nằm, mẹ em bồng không à. Nhưng mà anh nghĩ là em là thuộc tiếp người là ít có chịu thổ lộ với những người xung quanh đúng không? Dạ. Vậy thì chứ không phải em là người vô tình vô tâm. Dạ đúng. Nhưng mà qua chương trình này em cũng muốn nói gì với mẹ vợ em không? Dạ qua chương trình thì em cũng xin cảm ơn mẹ vợ em rất nhiều. Và tại vì con ít có tâm sự với mẹ nhiều nhưng mà con vẫn
thương mẹ, xin mẹ hãy xem con như là con ruột. Thì phải xem là con ruột thôi. Rồi bây giờ chồng có hay đi nhiều không cơ? Công việc của chồng em bắt buộc 2 ngày mới được về một đêm. Về nhà lúc nào cũng 8-9 giờ tối rồi về chồng ngủ, cái sáng mai chồng đi. Nên là em thấy tuổi thanh dữ lắm. Tại vì muốn ăn cơm chung với chồng một bữa cũng khó nữa. Có lúc thì con bị ốm đi sốt cả đêm, chỉ có mình em phải ấm bé, không có ai, nói chung là không có ai giúp đỡ em hết á. Vì lúc mẹ em chưa có vô á. Rồi có khi em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á, thì có khi phải nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi khi em có bầu á thì em động tay, nhưng người ta thì được chồng chở đi làm, còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì không biết làm sao hết đó. Nên là thực sự là ngày lễ Tết hay gì em thấy nhà người ta đông vui vậy đó, em thấy tuổi thanh ghê gớm lắm. Mà em cũng sợ con em sau này sẽ buồn nữa. Tại vì những ngày lễ thì chồng em phải được 100% không có về nhà. Mà mấy bé kia thì được ba ẵm đi chơi, rồi cả gia đình cùng đi chơi á. Mà con em thì chỉ có mình em à. Nên em nhìn mà từ nhỏ là em, ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Hiểu được nỗi lòng của vợ? Dạ em cũng hiểu anh, nhưng mà tại vì do đặc thù công việc của em nó như thế, là đôi khi em cũng nói tâm sự với vợ em cũng thể thông cảm và hiểu cho em. Ông nói vậy chứ ông có tâm sự với chị. Ông có ngày lễ chị sinh nhật em á, chồng em trực á, rồi cũng không nhắn tin về chúc sinh nhật vợ, hay là cũng không có mua quà gì đó. Vậy là coi như tôi đánh giá về chồng em sai hoàn toàn. Hồi nãy tôi đánh giá, tôi nói chồng em là một người không đáng quá, người vô tâm, vô tính. Bây giờ nghe xong rồi, ông lẽ bây giờ tôi quánh ông chứ. Nghe nè, trước khi em lấy chồng, dạ, em có nghĩ rằng là cái cuộc sống sau hôn nhân nó như thế nào? Dạ, lúc trước em lấy chồng á thì nói chung em nghĩ cuộc sống hôn nhân của em cũng bình thường giống như mọi người thôi. Là cũng cùng chồng nấu cơm, rồi thứ bảy chủ nhật thì cùng quây quần bên nhau, rồi những ngày lễ thì mình ở cạnh nhau, rồi nói chuyện trò chuyện này nọ, rồi cũng được như bao người vậy đó. Nhưng mà khi lấy chồng em thì vỡ mộng hoàn toàn. Nhưng mà nó khổ là cái tính chất công việc của em nó khổ vậy đó. Dạ. Có những cái mà chồng em muốn chia sẻ với em mà cũng không thể được, bởi vì nó thuộc về bảo mật rồi. Cái đặc thù công việc của chồng là như vậy. Tuy nhiên á, theo chị thì chính vì cái công việc của mình nó là như vậy thì bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh thì mình phải bù đắp. Chị hỏi này, em có thường có những hành động lãng mạn nè, hay đưa vợ đi cà phê, đi ăn kem hay đi coi phim không? Dạ, lúc mà chưa có em bé thì có vậy, nhưng mà sinh em bé tới giờ thì vợ em phải ở nhà chăm nên ít có, vợ chồng em ít có đi. Nãy mới tố nó là vợ mẹ vợ em làm không, vợ em nằm con khóc rồi cũng bị mộng. Vậy lúc đó tại sao không hốt đi cà phê đi? Tôi tài trợ cho, đi coi kịch đi, tôi tài trợ nè. Dạ. Đúng không? Thích đi coi kịch không? Dạ có chị. Tôi tài trợ vé cho đi đó. Coi. Lãnh mạn chút đi. Tôi thấy thương quá à. Trời ơi, cặp mắt vợ đẹp quá. Đẹp quá. Người là trên nhãn vậy đẹp đó. Đẹp như tôi vậy đó. Mà tự nhiên để nước mắt rớt xuống mà ngồi không biết lau cho vợ nữa. Hiểu. Trời ơi. Lau nước mắt cho vợ đi. Đó. Thương ghê không? Nãy giờ vợ đã nói rồi đó. Yeah. Phương có điều gì muốn nói? Mong vợ thay đổi, mong vợ hiểu, chia sẻ với vợ. Đứng lên được, ôm ấp được. Ôm ấp đi. Để người ta nhắc tuần hoài. Cái cơ hội nữa. Em mong vợ em sẽ thông cảm cho em và bớt tủi thân, bớt khóc. Trong thời gian em không có ở nhà thường xuyên nên em ở cơ quan. Ôi trời ơi, nói với tôi làm cái gì? Nói với vợ kìa. Gì đây? Rồi, rồi. Tao ôm hoài à. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Tuổi thì lúc đó em lì lắm chị, có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Em muốn biết anh ở đâu như thế nào, rồi sau đó là em tìm tới cái nơi anh sống để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào, rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là anh nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con, trời ơi nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, hững hay là giận hay là gì? Em mừng lắm, mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được, chứ không thể nào anh bỏ em được. Vậy là nói đầu tiên thì tôi phải coi xuống
không có lời nói đầu quen, tiên bị quen sân khấu á. Dạ em xin phép chào chị Vân, chào Quốc Thuận, chào tất cả quý khán giả có mặt trong chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân và tên đầy đủ của em là Phan Thanh Tân. Em còn có nickname là A Chề, Tân Chề, muốn kiểu gì chề cũng được. Dạ. Hôm nay nhiêu tuổi Tân? Dạ, em hôm nay 31 rồi. Dạ. 31. Dạ. Thôi, thật ra là anh em biết nhau rất nhiều. Dạ. Nhưng thật sự anh ở đây là anh cũng chia sẻ với Tân luôn. Anh chưa hề biết cái tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Và anh không hiểu tại sao em lại quen với một hot girl như Quyên. Trời ơi, em quái lắm anh. Cũng cái tháng năm này. Cách đây... Tôi muốn chề đi. Nói đi. Cách đây 6 năm tại Cao Lãnh Đồng Tháp. À. Chúng em vô tình gặp nhau và quay phim chung. Oh. Nhưng mà vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào, em nói đi. Ghét liền. Sao ghét? Em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. À. Dạ thì thời điểm đó là sân khấu Nụ Cười Mới là cũng diễn cũng rất nhiều vở hay này nọ. Thì vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó. Thì gặp em hay nói là trời ơi, diễn viên Nụ Cười Mới tới rồi bây giờ kiểu giống như là bỏ em mới vậy thôi. À. Em không ưa. Còn em sao cưng? Em nói đi Quyên. Em cũng đâu có thích gì đâu chị. À. Tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á, kiểu như ta diễn viên nhiều người biết lắm. Chỉ có như tụi em là diễn viên mới ra trường, bắt đầu mới đi phim là chỉ biết một vài người thôi, còn ảnh là từ trên dưới biết hết. Tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như anh quay phim hay này nọ em biết hết. Đi vô bạn khỏe không, bạn này kia là ơi khỏe anh Bảy anh Ba khỏe không, em chào bình thường không chị. Đâu có liên quan gì đâu thì em chào anh Bảy anh Ba này kia nọ. Nhưng mà thể hiện lắm chị. Trời em thể hiện nào đâu đúng không? Ở dưới anh Bin hỏi khỏe không anh Bin đó. Bữa giờ có quay phim gì không? Bữa giờ có quay phim mới nào không chị? Chị thôi đó. Em đâu có biết đâu thành làm sao em nói chuyện được mà tự nhiên không. Nhưng mà em, bản thân em là không biết từ ảnh đi phim từ lúc nào, thấy ồn ào quá thấy ghét đúng rồi đúng không, đúng tại rồi luôn đi... Subo lắm. Nhưng mà em có để ý tới cái bờ môi chè của dạ không đó. Em chỉ ghét cái tính thôi. Anh Minh biết tính em rồi đúng không? Em lúc nào cũng vui vẻ quá, thân thiện lắm đúng không? Em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng. Bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau? Quay một khoảng thời gian thì em bệnh off, hôm đó cái ảnh lên đoàn ảnh mới hỏi mọi người là em đâu không thấy, tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được. Rồi anh hỏi em sao? Em chỉ nghe kể lại là ảnh quay giờ sớm để anh mua thuốc, ảnh mua cháo, ảnh tới tận phòng em để mà gõ cửa. Mà cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chổng không? Có thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi rồi cái bỏ đi tê. Em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mình là biết em bệnh như vậy. Rồi giờ hỏi nó lý do. Em nói đi. Có phải là tạo nét không? Không không phải. Phải không, cái này nó thiệt. Em thấy cũng thấy tội nghiệp, tự nhiên hỏi đâu rồi, bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà lo lắng gì nọ. Cái em cũng tự nhiên đi về đó, riêng thấy cái nhà thuốc nhớ rồi ghé mua thuốc. Còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em có chồng không, anh đưa thuốc đưa cháo này thôi mang đi, không lẽ giờ đứng em ơi vô câu giọng cổ không mới đưa nữa hả? Không phải hỏi thăm là em mà không phải tình cảm chứ. Càng không thích á, ghét giống như ghét nào chạy cho cái đó là vậy. Dạ cho nên nhưng mà em phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được đúng không, chứ đâu tự nhiên mà khơi được. Nói chung là cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại. Mà chị cái phòng mà em đây thì phòng của vợ em bên đây thì em có mặt trước có cái lan can á, em hay quay tới tối về á cầm lon bia đứng lan can đứng tạo nét uống hết rồi nhìn nó chăng sao rồi vậy. Giống như là đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á. Đúng cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng giả bộ phơi đồ này cái nọ. Chị là chị muốn ra gặp em chứ không phải gì hết á. Rồi bây giờ mới hỏi Quyên nè, có đúng là như vậy không? Đúng rồi, em muốn bắt chuyện này tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi, để coi thử là cái về sau đoàn phim mình như thế nào. Sau cái buổi mà em bệnh đó thì em có cái nhìn khác, em có suy nghĩ khác về ảnh. Bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn, ảnh chia sẻ, ảnh nói nhiều chuyện hơn. Vậy theo em kể và theo Quyên chia sẻ, chắc có lẽ là Quyên chính là người chủ động cua em luôn. Trời ơi đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều. Em cũng đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không có được như em hết trơn á. Rồi gây trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn. Không anh, lúc cua em rối anh. Thì sao Quyên luôn sao? Giờ nghỉ trưa thì cái lớp học của anh, thì con trai nằm trên bàn, thì đang nằm bên này thì có anh Tân, em cho anh nghe bài này nè. Em cũng bình thường, không suy nghĩ gì thì lấy cái tai nghe, bấm vô cái nghe giọng cơ. Có một chút nhớ nhớ, có một chút thương thương. Là em có một chút rối rối trong người à. Bây giờ em nói là chết. Có một chút rối rối liền. Dạ em nói liền thôi rồi. Chết cha, cú này mình phải xử lý sao ta? Thật sự là em muốn ừ liền á. Em muốn ừ liền chứ để xảy. Nhưng mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối rối cái
để đi toilet cái. Chịu cách đó mới nhanh nhất thôi, chịu cách đó mới nhanh nhất, xong cái suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ trong toilet. Dạ, em quay qua nó lại, giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha, rồi đó là dính em tới giờ liền, trời. Ủa nhưng mà nó đơn giản gì thôi đâu. Đâu có đơn giản gì đâu anh. Đâu anh, em chơi chiêu liền, em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa, mà công phiền em rồi, người ta thiên hạ dị nghị này nữa, mấy cái phiền thằng quốc em coi quải gì. Sao lúc, lúc em nghe vậy thì sao? Em nghe vậy thì em suy nghĩ, em chỉ trả lời là ok, con anh thì em nuôi, đâu có vấn đề gì đâu. Trời ơi, em tuyệt vời vậy luôn á. Mà Nguyên lúc đó nó mới là hai mươi mấy tuổi, 23-24 tuổi à. Thì lúc đó em lì lắm chị, có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng, có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê, trúng ngại chê. Đến lúc nào thì em biết là cái đó là ổng giỡn với mình? Đến khoảng tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3-4 tháng. Ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn. Em mới tìm hiểu. Em muốn biết anh ở đâu như thế nào. Rồi sau đó là em tìm tới cái nơi anh sống. Để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào. Rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là anh nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con. Trời ơi, nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, mừng. Hẳn hay là giận hay là gì? Em mừng lắm, mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được, chứ không thể nào anh bỏ em được. Rồi Tân, khi mà Quyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em trúng số vậy đó. Em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em nói là em ơi, những chuyện đó là anh nói xạo với em không làm nói được. Hên nhờ người bạn em nói giùm em. Chẳng qua là vợ em cũng hiểu được cái vấn đề là anh nói gì là chỉ muốn như vậy thôi, chứ không phải là nói dối hay lừa gạt em cái gì hết. Rồi bây giờ hỏi câu nữa nè. Trước khi mà em và Tân cưới nhau thì hai em có quyết định là đến trước với nhau không? Có sống thử với nhau? Em có chủ động. Em qua lại, em vẫn ở nhà trọ, vẫn qua nhà anh Tân. Để mà làm gì? Để em sinh hoạt với gia đình ảnh, coi thử là mình sống có được với nhà chồng hay không. Nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là không biết mình là rể hay là rể hay con ruột. Tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là cái ngày đám cưới, cái đêm động phòng đó, nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không? Bất ngờ anh. Hai chồng đếm tiền không? Thì đám cưới ai mà đếm tiền? Đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh, đâu có gì đâu hết rồi. Không có gì luôn á. Còn một sự việc nữa anh, mà gì? Tại vì á, nó đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi. Sao vậy? Là xỉn sau rồi. Đám cưới là mất Facebook. Mất Facebook xỉn ngủ luôn rồi. Tức là vừa mới dạ, cưới xong. Dạ, đám cưới xong một cái là mất Facebook nhiều luôn. Nhiều khi á mấy ông nhỏ quen với em bé hacker. Giận đó, hiểu không? Bởi em nói ai không thích hết Facebook luôn. Rồi như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Mới cưới năm ngoái nhiêu anh? Năm ngoái 6 là một năm anh. Vậy thì trong khoảng thời gian đó anh có tật xấu gì không Nguyên? Giang mặt cái gì mà giang? Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi, khi mà anh tần thẳng là em cũng nói thoải mái rồi vậy á. Nguyên, có anh. Có không? Nhiều lắm. Em kể đến khi nào em mệt thôi em. Ngủ là thánh gác luôn, coi em là cái gối ôm. Và đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á. Một mình một giường ngủ quen rồi, bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn. Không nghĩ là có vợ nằm kế nữa. Mà lúc đó là em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh. Đá banh rồi đó, cho nên là nó bị lòi ra ngoài. Tiếp đi em. Còn gì nữa? Quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái xào đồ hết. Cái này xấu nè. Cứ quăng đó nè. Trong khi có cái sọt để quần áo dơ mà không bỏ vô. Bừa bộn, bê bối. Không, tại cái sọt đó sọt của vợ em, còn chỗ em là để đó, cái chỗ em xưa vợ đó rồi. Em không muốn cái đồ đạc của vợ em nó cực khổ mà đem giặt phải lựa từng cái. Nhưng mà đâu thể quy định cái của vợ cái của chồng em, được. Em gom lại chỗ, nhưng mà lúc nào em muốn cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này quăng vô thôi. Còn của em thì em lấy cho nó gọn. Chứ mỗi lần giặt đồ cái này của anh, cái này của em dọn ra áo trắng, quần đen rồi nó có cực vợ em, cho nên em quyết định là em để chỗ một cái đó. Ai đi hốt rồi ai rồi ai hốt đi. Em hốt với ai hốt đâu. Làm biếng làm việc nhà lắm anh, không bao giờ phụ vợ gì hết á. Lười biếng. Bởi gì nữa nè? Một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa, cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra, không thích. Cái gì? Ủa, sao nó vậy, sao vậy? Không phải cái chuyện mà cứ cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở không đó thôi, cái toilet tại vì toilet cũng vậy hả? Cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn, trong phòng ngủ mình luôn. Dạ đúng rồi, em thích vậy anh, cho nó mùi hương nó thoang thoảng á. Cái này là bệnh nè, cái này bệnh. Cái là áo là gì ạ? Nhưng mà em có thích không? Nói không đi, nói không đi, nói không đi. Mà thích phải không? Dạ thích.
đến ngay độ mà em thích cả cái mùi. Luôn cả cái mùi hả? Nghiệt mùi luôn rồi. Dạ đúng rồi. Em nói thật là nhiều khi á, buổi sáng anh dậy á, anh có đi toilet hay gì đó, nhiều em ngủ mà em biết anh dậy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi: ủa anh vô toilet để làm gì? Anh kêu: đi toilet mà, tại sao không có mùi? Bắt buộc toilet phải có mùi. Cái tật xấu đó, nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đứa. Đáng yêu, đáng yêu. Dạ. Một tật xấu nữa gì? Là đi nhậu về trễ. Em ở nhà khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ là em mới gọi rồi. Đang về, đang dắt xe, đang dắt xe, cứ vậy đó, cứ hai câu đó nói hoài. Mà em nhìn đồng hồ, ổ nửa tiếng, một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa. Mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì đi chơi bạn đông lắm, dắt tới đây gặp đứa bạn đá trống xuống nói chuyện chút xíu nó vừa tới bên kia nữa dắt nữa tới chê em phải vô em mến bạn. Không bây giờ mình về thì nói này được coi thường coi thường vô cái điện thoại biển khổ hả. Tiếp tục nữa, anh Tân thích đếm tiền mà tiền lẻ. Ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, tiền đó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa để bỏ tích công đức đó. Hai hộp lắm. Tối nào về đổ ra xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm rồi xếp. Trời ơi, mặt nào qua mặt đó vui đáng yêu. Đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm. Xếp lại. Dạ xếp lại mà tiền lẻ trời chứ. Không, cái đó không phải tật xấu đâu em, là cái nết đáng yêu. Cái đó là em ghi hai hộp rõ ràng đàng hoàng. Từ hộp bên đây là từ 500 đồng, từ 1000, từ 2000, còn đây là tầm 5000. Em có giấy là viết từ giấy em dán lại như là tiền mua Âu Đì là tầm 5000, còn hộp mà 500 ngàn đó ngàn. Tiền mua biệt thự đó dễ thương không? Không biết chừng nào mới mua được luôn. Mơ đó, nước mơ đó. Thấy thương quá. Hai cái hũ nhựa chị, mặt nào ra mặt đó. Dạ đúng rồi, xếp mặt nào ra mặt đó. Bây giờ tới em nè. Giờ tiếp. Em có tật xấu gì không? Giờ em là tuyệt vời, không có gì xấu hết ngoài chuyện nấu ăn thôi. Nấu ăn là giờ em nấu được nha, mà nấu ngon nha, chứ không phải là gì, mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi. Ủa là sao? Ngon em nói thiệt, cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha. Nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ. Tại vì mỗi lần là vô bếp một cái là nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Mà nấu ngon chứ phải liền tay quầy lắm. Vừa tay trường đúng không? Vừa tay quầy ra cái là mẹ em vô: con đi ra đi. Mẹ nấu rồi, cùng em ăn thôi. Là mẹ nấu em ăn đó. Dạ. Cuối cùng là vợ bài không? Mẹ nấu. Dạ. Có nghĩa là em bài ra em nấu, nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ, hơi kỹ á. Là em cắt hết cái này em bỏ qua cái chén, cắt hết cái kia bỏ qua cái dĩa, cứ vậy 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 đó thì không biết khi nào mọi người mới được ăn. Là cái đó chiên trứng thôi nha chị. Tập cái trứng bỏ vô cái chảo thôi đó, muốn làm cái chén vậy đó. Từ trước giờ em chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ. Tại vì không ông kịp để nấu, mẹ em nấu hết rồi. À, vậy là coi là chậm chạp. Rồi còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Vợ em chỉ có nhiêu đó thôi. Vợ em có thích cắn em không? Có ghiền không? Em là ghiền đếm tiền lẻ, còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương vậy không? Ghiền dặn volume á. Là sao? Hay nhéo vú không? Volume quá. Giống như tivi đang lớn quá mà không chịu kêu bấm remote bấm mà là tự động tivi nhỏ lại. Đau không? Tại tao không chứ em đang cầm remote mà dặn mày cái cắt nhỏ lại liền. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Cái mong muốn của em nhất là như là vợ em có hai ngày nghỉ, thứ bảy và ngày chủ nhật, thì cái kiểu như em cũng muốn là vợ em một ngày đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn, mời mẹ em ăn một lần như vậy thôi. Dạ. Thế còn Quyên mong muốn Tân thay đổi điều gì? Em muốn anh Tân phải tập trung vào công việc hơn nữa, bớt ham chơi lại thôi. Còn những cái việc mà anh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết. Chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ. Dạ đúng, nhưng mà ý là cũng phải có một chút dành thời gian cho gia đình, cho em vậy thôi, chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường. Ok. Nói nghe nè, giờ đơn giản quá, hai cái mong muốn của tụi em giờ chị. Em là ước mơ coi như thứ bảy chủ nhật em được nghỉ đúng không? Dạ. Bữa nào á chị nói em, nói thì nó ăn ngon rồi, em biết rồi, em khẳng định chị rồi. Nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi. Dạ. Thì giờ em làm bộ bữa nào đi, em xuống em hù hở với nó đi, cho nó cái phần chậm nó bớt đi, cho đứng nó nấu. Nhưng mà cái em sợ là em xuống em hồ hởi nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn. Lén lút thầm lặng. Thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn, thấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này. Dạ. Nha Tân, nha Quyên. Cảm ơn chị. Đoàn gỗ cò kẹt. Cò kẹt đúng rồi. Làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng êm thấm, dành vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái cứ mạnh chút là: anh ơi, cái giường nó vậy đó. Thì thôi lát nữa cái thấy mình như bực bội quá, bức bách quá, bung lụa luôn. Dạ. Là có nghĩa là kẹ ra tự nhiên đó. Mặc cho tự nhiên nó cứ. Sao không xuống dưới đất? Ở dưới quê mà đúng không? Dạ, dạ.
Dạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Bích Trâm, em 25 tuổi và công việc hiện tại của em là một bà mẹ bỉm sữa. Bà mẹ bỉm sữa là một cái nhân vật phải nói là rất là vĩ đại. Dạ. Bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ là nhà lo tả và sữa cho con thôi. Thế còn anh? Dạ. Em tên là Trung, em năm nay 30 tuổi ạ. Em hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh đó chị. Hai chồng là lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ, 3 năm 2 tháng rồi. Trời, nhớ kỹ dễ sợ luôn. Dạ. Mà bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ nhất hay là lần thứ hai? Bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ hai rồi anh. Wow, có nghĩa là hai bé luôn đúng không? Dạ đúng rồi, 3 năm 2 đứa. Thế có quyết định là 4 năm 3 đứa không? Em cũng đang hướng tới cái mục tiêu đó. Trời ơi. Như vậy là chị thấy em với anh Bin nó có những cái gì đó rất là đồng cảm. Chị thấy chị, đây là ông bố bỉm sữa nè. Yeah. 3 năm 2 đứa mà anh cũng vậy luôn. Rồi, hai em là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên chúng em gặp nhau là ở trong cái công ty phân phối mà trước của anh này làm á. Thì mẹ em có một cái căng tin ở trong công ty đó. Và em làm qua công ty phụ mẹ và chúng em gặp nhau. Có nghĩa là lúc đó là đang rửa chén gặp ông này. Dạ. Có nghĩa là thời gian đó thì em có nhân viên ở làm ở khu vực đó. Tại vì em coi ở khu vực quận 10 nữa, nên là có nhân viên ở khu vực đó. Thì nhân viên nói ở đó thì có một cô rất là chảnh, nên là yêu cầu em phải về đó cua cô đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên em nhìn thấy cô này, em nhận xét gì về cô? Nói chung em chưa nhận xét gì, em tính cua thôi. Dạ, biết không? Em thì thật sự em cũng không biết, nhưng mà có lẽ là sau này thì biết ra thì hai cái mục đích đến với nhau là giống nhau. Tại vì em cũng ghét anh cha này. Trời ơi, ghét kinh khủng luôn. Tại vì á, khu vực đó thì có nhân viên mà những cái nhân viên đó thì là mối quen của cái căng tin của mẹ em. Thì có hai anh đó thì cứ xuống căng tin uống nước mỗi ngày ăn uống căng tin, là nói chung là tìm cái lợi nhuận cho gia đình rất là nhiều. Ông này về không biết làm được trò trống gì, vừa về lại đuổi hết hai người đó rồi. Giờ dạ. Không biết là thấy ghét rồi đó. Ghét rồi đó. Là xong rồi hai người đó mới xuống nói với em, cái thằng cha này về là thấy đuổi thấy ghét rồi, bé Trâm em trả thù cho anh đi. Trời ơi. Ok, em cua trả thù liền chứ, trời ơi thấy ghét quá mà. Dạ. Thầy luôn. Trời ơi, thì cái tình yêu của họ xuất phát từ cái việc gọi là trả thù. Dạ. Rồi đến bao lâu thì yêu? Khi mà bắt đầu mà nhắn tin qua lại với nhau thì rủ đi uống cà phê, đi ăn uống đồ. Em dẫn theo một đám bạn của khoảng 7-8 đứa gì đó. Dạ. Ăn mà cho tốn tiền mà. Ăn ngập mặt luôn đó. Đó cái dạng vậy đó, ăn cho mình ngập mặt luôn, cho ghét mà, cho bỏ ghét. Ăn bỏ ghét đó chị. Đó, thì cũng khoảng thời gian đó thì em cũng làm mai nhiều người bạn em cho ổng lắm. Dạ. Nhưng mà ổng thì không thích. Sau đó khoảng một tháng thì ảnh mới nói là ảnh thích em đó, rồi thôi mình quen nhau đi. Sau đó một tháng nữa thì tụi em bắt đầu chính thức yêu nhau. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Khoảng 4 tháng đó là cưới. Phải không? Lâu quá. Thật sự đơn giản thôi. Tại vì cả hai bên cùng yêu nhau nên phải cưới không? Bởi vì yêu là cưới. Chứ mà trong cái quá trình mà từ mà cái bốn tháng để cưới nó cũng có gặp, thật sự là em không có công khai. Nên là trong gia đình hay là trong bạn bè hay trong đồng nghiệp tất cả đều không biết. Thì tới ngày hỏi cưới á, thì gia đình của bên em thì không tin là sẽ đi cưới vợ. Thì mới yêu bướng quá bởi vì mà dạ không, đúng không. Rồi anh ấy tình trường của ông này trời ơi dày đặc lắm. Trời ơi tôi biết mà, dài quá dính tiền vô luôn. 5 tháng là cưới liền. Rồi á, là 5 tháng đó là có vượt rào trước không hay là chừa tới đêm tân hôn luôn? Không có vượt rào gì. Hay vậy. Khó tình trường dữ không vậy. Khó nên là trời đâu qua được em chị. Khóa rào lại khóa rào bớt quá mà. Em rất là sợ tại vì cái tình trường của ổng là như đều như đó. Vậy em sợ em là cái nạn nhân tiếp theo cho đó. Nên là em tính cổng cao tường như vậy. Trời ơi, rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn rất là buồn cười. Sao vậy? Tại vì ở quê á chị, là cái phòng thì nó san sát với nhau. Mà cái phòng của vợ chồng em á là mở cửa ra là ngay cái phòng khách. Đó cho nên mà lúc đó đám cưới thì đông mà cái giường á đoàn gỗ á cò kẹt đúng rồi. Làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng êm thấm, dành vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái cứ mạnh chút là anh ơi cái giường nó vậy đó. Thì thôi lát nữa cái thấy mình như bực bội quá, bức bách quá bung lụa luôn. Dạ. Là có nghĩa là tự nhiên mặc cho tự nhiên nó cứ sao không xuống dưới đất dưới quê mà đúng không? Dạ. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? 3 năm 2 tháng. Dạ đúng rồi. Vậy thì ở với nhau thì có thấy cái gì? Có khắc khẩu, có hay cãi nhau không? Khắc khẩu cãi nhau thì ngày nào cũng cãi nhau, ngày đó ăn cơm vô. Khoảng 6 tháng đầu á cãi nhau miết thôi. Tại vì như là chắc là cái khoảng thời gian yêu nhau nó ngắn quá đó. Cãi nhau đến mức mà phải là viết đơn xin ly dị để trên đầu. Chỉ cần thấy là ký vô là đưa lên là quốc thôi. Quá. Thật sự luôn. Cái thời điểm mà tụi em hay gây lộn như vậy là kéo dài trong bao lâu?
khoảng 6 tháng đầu luôn á chị. 6 tháng đầu đó dạ. Liên tục luôn á chị. Dạ. Trước khi sanh con luôn á hả? Dạ, trước khi sanh con. Dạ. Tại vì tụi em lấy nhau xong 9 tháng sau mới có đứa đầu tiên. Rồi sau khi sanh con còn cãi gì vẫn nữa? Cãi mà. À, sau dạ. khi sanh con vẫn còn cãi. Tại vì cãi mới ăn cơm ngon. Tức là trước khi sinh con thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu mà sau khi sinh con rồi mà vẫn cãi như vậy thì em thấy làm sao? Đỉnh điểm đó là khi mà em sinh bé thứ hai, mẹ chồng ở quê thì vô là nuôi phụ cho mấy ngày. Thì giữa hai mẹ con không có không thống nhất với nhau, là tại vì mẹ thì chăm con theo cái cách truyền thống mẹ ở quê, còn em thì nhất em nghe theo bác sĩ, em chăm theo con theo cách hiện đại của em. Thì cho nên là hai mẹ con không có đồng nhất với nhau về cái việc đó, cho nên là có những cái câu mà em nói ra làm ảnh hưởng đến mẹ, mẹ rất là buồn và mẹ khóc. Thì chồng cũng có về nói lại với em, thì em cũng thấy là mình sai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì tâm lý cũng không ổn định tại sau sinh mà. Rồi đến một tháng sau đó thì là đám cưới của em chồng ở quê á, mẹ chồng mới kêu là cho con gái lớn của em về. Mà con gái lớn của em lúc đó thì chỉ mới có 15 tháng thôi. Thì em không đồng ý, tại là đi đâu cũng phải có ba mẹ, tại đúng con rồi. Nó còn nhỏ quá mà. Thì chồng cũng nhắn tin kêu là em thế này thế khác. Thì nói qua nói lại em bị lên máu sản hậu. Em thành ra là em bị trầm cảm, em phải uống thuốc điều trị một thời gian. Lúc đó là em bé thứ nhì là mấy tháng? Em bé thứ nhì được khoảng 1 tháng mấy 2 tháng. Trời, mới 1 tháng mấy, em bé kia là 15 tháng à? À đúng rồi. Thì em bị trầm cảm. Nên là đối với em mọi chuyện nó như là cả thế giới quay lưng với mình vậy. Em rất là buồn luôn, là tại sao mà chồng mình lại không hiểu mình như vậy. Thật sự là em cũng buồn, khó xử, một bên vợ một bên mẹ. Nên em cũng rất là ức chế, bị nói chung là rất là nặng. Thời gian đó em lạnh nhạt, nói chung em đủ thứ. Nói chung em kiếm chuyện đủ thứ cuộc đời hết. Thế mà lúc đó là em kiếm chuyện với vợ là chủ yếu hay là kiếm chuyện với những người xung quanh? Nói chung là chỉ kiếm chuyện với vợ thôi. Nên là nhiều đêm vợ bị áp lực quá, chị không nói thì lên thì co giật rồi cũng rất là nặng. Nói chung ba mẹ cũng khuyên rồi nhiều cũng nói. Cuối cùng thì em mới bớt đi. Nhưng mà em có biết lúc đó vợ em bị trầm cảm không? Dạ thật sự là em biết, em cũng không quan tâm nữa. Tại em thấy mẹ mình cũng buồn, thấy vậy nên em cũng không quan tâm mọi thứ hết. Em bỏ mặc kệ, cũng làm gì làm. Vậy hả? Thực sự là bây giờ tụi em đã vượt qua rồi. Dạ, đúng bây không? Giờ em bây giờ là em bé thứ nhì là bao nhiêu tháng? Em bé thứ nhì là gần 6 tháng rồi chị. Gần 6. Như vậy là chuyện xảy ra mới đây thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ồ, như vậy là bây giờ là em đã cảm thấy em hết hẳn cái trầm cảm đó chưa? Em nghĩ là chắc cũng còn tiềm tàng đâu đó trong người mình vẫn còn cái sự trầm cảm. Tại vì em á, nhiều khi là em cũng hay nghĩ theo cái hướng tiêu cực lắm. Em biết điều đó nữa. Ví dụ như chồng em mà có nhắn tin với cô nhân viên, có một cái cô nhân viên đó nhắn tin với chồng cách rất là nhõng nhẽo, anh Trung mới nay em mệt quá, em nghỉ nha, em này nọ. Chị thấy như vậy nè, rất là may là em đã vượt qua được cái giai đoạn đó. Và hôm nay tụi em đến đây thì là đúng là chị nghĩ nó là một cái duyên đó. Tại vì như vậy nè, theo cái cách nói chuyện của vợ em thì vợ em là một cô gái mà rất là hoạt bát, tức là sống hướng ngoại nhiều, chứ không phải là người hướng nội. Mà nếu như trong trường hợp vừa rồi, nếu vợ em là một người hướng nội là cái chuyện kinh khủng nó đã xảy ra rồi. Rất may mắn là vợ em á, vì là hướng ngoại như vậy cho nên cô dễ quên á. Giống như em cũng dễ quên, xong em rồi ngay thôi. Đó rồi lại thôi, ngay đó là thôi liền. Thật sự là khi mà cái vụ đó nó bể ra rồi em mới thấy là mình là người vô trách nhiệm. Đúng, cái đó là vừa rồi là em dở lắm á, vừa rồi thật là em được dở. Bữa đó em nghĩ là một là cô ấy sẽ bị bệnh rất là nặng luôn, hoặc là nằm một chỗ bỏ hai đứa con luôn. Nên em rất là lo. Nguy hiểm lắm á. Thực sự là như vậy nè, với những cái khán giả truyền hình mà khi mà các bạn mà xem và chứng kiến cái câu chuyện của cặp vợ chồng này thì các bạn phải rút ra được một cái điều là, nếu như mình ở trong cái trường hợp này á, là cái người đầu tiên trong việc này sáng suốt phải là người chồng. Tại sao hồi xưa là các cụ không nói vấn đề trầm cảm sau sinh nhiều? Là bởi vì cái phương tiện truyền thông nó không có nhiều để mà mình biết. Nhưng cái chuyện nó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hơn nữa thời điểm này khi cái người phụ nữ họ phải vừa làm công tác xã hội vừa làm việc gia đình thì cái việc trầm cảm sau sinh của họ còn kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đó ha. Thì chị nghĩ như vậy nè. Cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này chị rất đồng ý. Có nghĩa là con em đi đâu phải có cha có mẹ. Con em còn quá nhỏ, 15 tháng nhỏ lắm em, mới có 1 tuổi mấy đúng không em? Dạ, cho nên làm gì làm ông bà có thương mấy đi chăng nữa thì thứ nhất sức khỏe ông bà yếu rồi. Cho nên là chăm cháu mà thức đêm thức hôm với cháu, hay cháu bệnh hay là cháu quấy cháu khóc là rất nguy hiểm. Vừa tốn sức khỏe ông bà, vừa tốn sức khỏe của cháu, mà ở đây vợ em đâu có yên tâm. Em cũng đâu có yên tâm được, đúng không? Vợ lại mới sinh nữa, cho nên cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này là đúng. Thì đáng lý ra trong thời điểm đó em phải là người khuyên mẹ chứ. Mẹ nói mẹ ơi ABCD vậy nè. Đúng không? Đó thì đáng lý em phải là người làm việc đó. Tại vì em thấy vợ em nó hơi bị áp lực, hai đứa con á, em đi làm ra ngoài á, nên ở nhà hai đứa nó làm cho có thể là nặng hơn, nên là em mới em sợ cái điều đó đúng không? Nhưng mà em phải nhớ rằng á, cái mệt sức á nó không kinh khủng bằng cái mệt não.
Có nghĩa là chẳng thà vợ em nó cực chút xíu nó chăm, nhưng mà cái đầu của nó thảnh thơi. Chứ còn bây giờ vừa chăm đứa này xong cứ nghĩ cái đứa nhỏ ở ngoài kia làm sao. Rồi đêm ngủ không được, rồi lỡ mà bà điện vô là con ho hay con sốt là còn chết nữa. Đúng không? Nhớ cái kinh nghiệm cái đó. Đó, cái thứ hai nữa là bây giờ em vẫn còn phải làm một việc là em phải nghiên cứu cái bệnh trầm cảm sau sinh. Tại vì chuyện xảy ra là mới đây thôi. Cho nên là hơn ai hết là chị nghĩ rằng em phải sát cánh bên vợ em. Và bây giờ em vẫn phải là người á giải thích với mẹ, với ba. Để chi? Để cho bà hiểu được cái chuyện xảy ra vào 4 tháng trước đây. Nó không phải là lỗi của vợ. Nó là những cái gì nó hoàn toàn về mặt sinh lý, về mặt bệnh lý. Chứ không phải là tâm vợ em muốn như vậy. Là em phải làm điều đó. Tuy nhiên á thì qua cái số này nếu như mà ba mẹ của em có xem á thì chị cũng xin chia sẻ một chút xíu là nên thông cảm cho cô con dâu của mình. Và thực sự là Vân rất chúc mừng á, là gia đình, tức là chúc mừng cô con dâu này đã vượt qua được cái thời điểm khó khăn đó. Chứ thực sự khi nghe Vân hết hồn luôn. Cái áp lực của em lúc đó là quá lớn, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì ít ra khi em bị cái khác thì bên cạnh còn chồng, nhưng mà ngay chồng em cũng đã nói là thời điểm đó anh cũng thông cảm được với em luôn. Thế mà em đã tự vượt qua được mà con thì lại còn quá nhỏ như vậy, cả hai đứa, thì thực sự là em rất là bản lĩnh. Em cố gắng em giữ cái bản lĩnh đó để làm chỗ dựa cho hai đứa con của mình, đúng không? Và chị chắc chắn là sau cái chương trình này chồng em sẽ hiểu được vấn đề và chồng em sẽ sát cánh bên em ha. Và cũng nhân cơ hội này thì em có muốn nói lời gì với ba mẹ chồng không? Con cũng muốn nói với mẹ là trong lòng con cũng thương mẹ như là mẹ ruột của con, chứ bao giờ con nghĩ mẹ là mẹ chồng. Nhưng mà vì con là một người không có khéo nói, lại hai mẹ con ở xa nhau như vậy thì cũng không có thời gian mà ngồi gọi nói chuyện với nhau nhiều. Chứ thật sự con không có muốn làm những cái gì cho mẹ buồn đâu. Con cũng biết là mẹ buồn con rất là nhiều, con cũng qua chương trình này con cũng muốn gửi lời đến xin lỗi mẹ. Mong mẹ hiểu cho con mà đừng có giận con. Nói chung là hôm qua chương trình này thì anh cũng đứng ra xin chia sẻ là có lỗi trong cái chuyện này, nên là hứa với mọi người, với hứa với gia đình là anh sẽ từ nay anh sẽ thay đổi để chăm sóc em với gia đình tốt hơn. Dạ, đứng lên ôm chồng cho coi chồng hứa rồi đó. Em càng cố tình hạ tuổi xuống để cua được. Xã ơi. Xã ơi. Anh còn chín anh chào hết chứ. Trời ơi. Thôi, chào hai em. Dạ, chào anh chị. Sao? Có rung không? Có rung không? Dạ, mới khóc xong. Mới khóc xong hả? Khóc 3 lần. Sao vậy? Lý do khóc? Khóc xong rồi, cái lau nước mắt xong, cái mọi người kêu bình tĩnh, cái khóc tiếp. Ủa mà sao khóc vậy? Cảm động á. Giống như là cưới lần nữa. Vậy sao khóc nữa kìa? Nói chung là bữa nay là em tới chương trình được mặc cái bộ đồ cưới. Như cái thỏ ban đầu, hai đứa mới... Mưa cưới. Mới cưới nhau, mới quen nhau cho nên xúc động đúng không? Cho nên là em rất là cảm động. Như vậy á, như vậy chứng tỏ là chị thấy vậy, chú rể quá yêu cô dâu. Thật sự đây là một người đàn ông quá yêu vợ, thành ra là anh rất dễ bồi hồi cảm xúc với những cái gì thuộc là kỷ niệm của cái tình yêu, của cái tình cảm vợ chồng này. Cho nên cái chuyện mà khóc đó là một cái điều hết sức bình thường, nó cảm xúc hết sức bình thường của một người có một trái tim rất là nhân hậu. Đó, em phải thấy là mình quá hạnh phúc khi mà có một người chồng yêu thương mình như vậy. Và phải nói là chưa bao giờ mà tôi dẫn một cặp vợ chồng nào mà có một cái sự bắt đầu mà nó đong đầy nước mắt như là cặp vợ chồng này. Đúng không thưa quý vị? Đúng không? Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Hận và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Văn Hiếu, hôm nay em 26 tuổi. Hiện tại em làm tài xế và buôn trái cây. Em đến từ Long Khánh, Đồng Nai. Thế còn em tên dạ, gì? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Hận và toàn thể khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phương Nhàn, năm nay 32 tuổi. Em lớn hơn chồng em 6 tuổi. Em là hiện tại là đang chăm con nhỏ nên ở nhà. Em đến từ Long Khánh. Tức là bây giờ hai chồng đều ở Đồng Nai đúng không hay là sao? Dạ hai chồng ở Long Khánh lên. Lần đầu tiên thì các bạn là gặp nhau rồi bắt đầu yêu nhau như thế nào? Em quen bà xã em là trong một trường hợp là bà xã em đang trên đường đi thì chỗ đó là có một cái trạm bắn tốc độ. Thì khi đi xuống thì công an đứng ở dưới. Thì bên nhà em là có một cái
cái hiên, có một cái ghế đá. Thì bà xã em mới thấy trống chảy, bà xã em mới tấp qua. Mà lúc gặp bà xã em không biết nó là sao nữa. Nó dạng như là nó có một cái cảm giác như là gặp quen từ kiếp nào á, quen từ kiếp nào. Đặc biệt lắm. Thế còn em thì sao? Em đâu có biết nhà là chồng em đâu. Cái em ngồi, cái chồng em đi về thấy người lạ ra đang ngồi nhà mình, cái chồng em ra bắt chuyện. Cái em thấy dễ thương, đẹp trai á, cái em xin số điện thoại. Cái về nhắn tin, em nhắn tin trước, cái em hỏi thăm, xong rồi hỏi tuổi nhiêu, cái chồng em hỏi em nói trước đi. Từ đầu là em biết chồng em nhỏ tuổi hơn em rồi. Em càng cố tình hạ tuổi xuống để cua được. Em nói em nhiêu tuổi? Em nói em sinh năm 90. Em hạ xuống 4 tuổi. Chồng em là lúc đó thích em 92 mà cũng nói 90 luôn để cho được quen nhau. Một đứa nâng tuổi, đứa hạ tuổi, đúng không? Khi mà anh này biết tuổi thiệt của cổ á, thì lúc đó em sao? Lúc mà em biết tuổi thiệt của xã em á thì em... Có bị ngỡ ngàng không? Dạ em cũng không ngỡ ngàng gì á. Em cũng vẫn thương, em nói xã hơn 20 tuổi tôi vẫn lấy xã nữa. Tụi em yêu nhau được mấy tháng? Dạ, tụi em biết nhau là tháng 6 đến tháng 12 là cưới luôn chị. Ừ, rồi cưới được nhiêu lâu rồi? Dạ, được 1 năm rưỡi. Nhưng mà 6 tháng cưới nhau, liệu là 6 tháng các bạn đã hiểu nhau hết chưa mà đã cưới? Em không cần chồng em hiểu chồng em được rồi. Em an tâm là có người chồng vậy được rồi. Tại vì ba mẹ em là người đánh giá rồi, bà con cô bác khen chồng em lắm. Nhiều khi mà mẹ em đi đám cưới á, lúc mà mới quen nhau thôi, mẹ em đi đám cưới, cái chồng em biết là mẹ em sẽ vắng nhà. Bữa chủ nhật cái chồng em âm thầm vô nấu cơm cho ba em. Bữa đó Hiếu nấu gì vậy? Dạ bữa đó nấu quá. Bữa đó nấu cá kho cho ba hay là kho thịt? Bữa đó anh làm canh mướp nên gì đó, gì đó. Không, ba em sườn ram với lại canh bí đỏ. Sườn ram với canh bí đỏ. Hiếu anh chia sẻ thật lòng với em luôn Hiếu. Dạ. Anh cảm động nên vì anh ngưỡng mộ em á. Một cái người đàn ông quá tình cảm như vậy. Dạ tình cảm lắm, chụp hình cưới cũng khóc nữa cho anh chị. Rồi cái đêm, cái gì mà hỏi cái đêm hoài vậy? Cái chú này thiệt tình, cái chú này á thiệt tình á. Cái đêm đầu tiên đó chắc cũng khóc. Khóc nữa hả? Cái đêm động phòng cũng khóc luôn. Dạ nói xã ơi, xã anh ơi, còn chinh em trao hết cho xã. Trời ơi là... té cắm đầu nữa nè. Rồi lúc đó làm sao em? Cái em mắc cười nổi da gà. Thì em nói thôi đi, giờ tôi đâu quan tâm quá khứ của anh nữa đâu. Giờ mình cưới nhau rồi còn hay mất được quan trọng gì. Rồi em có phát hiện ở một cái gì ở người đàn ông này có một sự bất ngờ, một cái sự riêng tư của anh không? Lúc mới cưới về á, em thấy góc học tập của anh mà đúng là tốt nghiệp rất là lâu mà tập cấp 2, cấp 3 vẫn còn vậy nè. Cái ảnh mới khoe nó đấy, hồi ngày xưa anh học giỏi lắm á, không tin là xã mở ra coi đi, điểm 10 văn lý luôn nè. Cái em mới lấy một quyển tập em rút ngẫu nhiên thôi, em coi cái nét chữ làm sao, đang lật lật cái em thấy một cái lá thư, nói chung là em chưa định hình đó là lá thư. Chồng em lập tức nhào tới chụp bỏ miệng nhai. Em nhai Hiếu? Ủa lý do mày nhai? Em nói hả, mày nhai cái gì trong miệng? Trời ơi. Dạ lúc là em tức lên rồi nói tức đi. Lên cái này ý lớn tuổi. Cái em nói mày nhai gì trong miệng hả? Cái tờ giấy là cái gì tao chưa đọc nữa, là mày làm gì mày nhai, nội dung là cái gì chắc ghê gớm đúng không? Cái chồng em cứ nhai miệng nhai mà lắc đầu khoanh tay quỳ gối luôn. Khóc, sau đó khóc nói xã ơi đừng kêu mày tao, anh tổn thương lắm. Cái em nói nếu mà không nhả ra hả thì cứ nhai nó nát đi là tình cảm nát luôn. Mới cứ về cho nát luôn. Xong cái chồng em không lùa qua bên nói chuyện. Thôi để anh nhả nhưng mà tha thứ cho anh nha. Anh không nhớ này nội dung gì nhưng mà ngày xưa anh không có yêu ai, người ta yêu anh không à. Cái em không tin, cái em lấy nhả ra, cái tự chồng em hả quỳ gói xuống cái móc trong miệng ra, xếp ra rồi chỗ ướt rồi chỗ khô rồi chỗ rách rồi chỗ lạnh vậy đó. Cứ phủi ra cái em đọc thì nội dung rất là bình thường, là người con gái tỏ tình chồng em vậy thôi mà nhai đó, mà có gì đâu nhai. Xong mà trước đó là em tát mấy bạc tay rồi. Trời ơi trời. Bịt té cắm đầu hoài à. Trời ơi. Vậy cái cảm xúc của em cái đêm tân hôn nó vui không? Đó sao em làm ăn được đó, sao em mừng ăn được, nói chị nghe coi. Là hôm đó chị đêm tân hôn mới là ăn tát đó. Ăn tát đó là mới cưới về cái khoe góc học tập đó. Ủa là cái đó là điểm tân hôn mới cưới về luôn là em sáng em mấy bạc tay là nhai đó hả? Dạ cái em cũng thấy có lỗi, xong cái cũng nhưng mà cũng ương rồi cũng nằm
thấy chồng em nằm quay lưng qua khóc, khóc thầm. Em quay qua, tại vì hai đứa đang đối lưng quay vô tường, đứa quay ra ngoài. Cái em quay qua, cái chồng em cảm nhận được là em quay qua, cái khóc rung lên. Xong cái em nói thôi lại đây, cái nhào tới em liền, hòa khóc lớn lên. Xong cái chồng em nói, chồng em khóc hòa lên, chứ mày là tuổi thân đó, nếu xã ơi đừng có kêu mày tao đánh anh như được, đừng kêu mày tao anh tổn thương, anh không có quen. Lau nước mắt anh đi, lấy tay em, tự lấy tay em rồi đưa lên mặt chồng em ấy, xã lau nước mắt cho anh đi, anh tội nghiệp lắm. Trời ơi cái thương vậy. Rồi xong sao nữa? Xong cái quan trọng là cái cần cái hỏi cái sao cái xong cái nói anh còn chinh trắng trao cho xã đó. Xã là người đầu tiên của anh đó, anh chưa yêu ai bao giờ mà nhiều người thương anh lắm. Cái em tự nói trời, chồng mình được nhiều người thương quá, tại sao mình cứ ăn hiếp chồng mình mà không nói chồng mình thương mình vậy nè. Cái sau này cái em cũng hối hận quá. Dạ cũng sửa đổi, cũng không có kêu mày tao nữa. Không, chị đang hỏi cái đêm động phòng á. Chị đang hỏi cái đêm đó, không, ngay sau đó qua bên. Cái đêm động phòng sau khi lấy cái tay quẹt nước mắt đó là tới luôn đúng không? Dạ không, làm mất hứng rồi. Mất tiền không tức mà mất hứng mất tức chạy. Mất hứng luôn. Tờ giấy là bả nhai ông rồi. Và đêm thứ hai là bắt đầu thành công đúng không? Dạ, lên mạng học. Các phòng trên em kiểm tra liền. Mà đúng là còn xin không? Em không biết nhưng mà thấy mắc cỡ. Mắc cỡ, đó là em phải mắc cỡ. Anh mắc cỡ cái anh lấy màn che mặt lại, thấy em nhìn cái lấy màn che mặt lại xong cái mở ra nhìn em hẹn thùng. Trời ơi trời ơi. Nói chung là em cảm nhận là rất là chân thật. Thấy thương quá. Rồi sau hai đứa lấy nhau rồi có em có bị vỡ mộng gì với Hiếu không? Dạ có, bao nhiêu cái tính tốt hết, rất là tốt mà giờ em nói ra chẳng ai tin luôn. Nhưng mà cái vỡ mộng là chồng em hay ngủ hay xì hơi đó chị. Lần đầu là xì hơi tủng. Xong cái em là lúc đó nghĩ lần đầu tiên mình không có kinh nghiệm thì cái lùa vô trời chịu không nổi. Lần thứ hai qua mấy ngày sau em thủ sẵn chai dầu đầu giường, trời mỗi lần nghe tiếng là em đưa vô sẵn. Chỉ có một cái đó là xấu thôi, còn dạ, tìm không gì ra đâu em. Dạ không, em tìm không ra, tại vì về đó là cái việc mà nội trợ là chồng em làm hết, nấu ăn giặt giũ, nấu cơm, nấu thậm chí cái toilet nó rất là một ngày ba ngày cái chùi sạch lắm kìa. Trời ơi quý vị ơi, đích thị đây là người đàn ông lý tưởng rồi. Rồi bây giờ tới em đó Hiếu, vợ em có tính xấu gì không? Vợ em có tính xấu là chỉ không biết giữ gìn sức khỏe mình thôi. Trời ơi vợ ăn ớt như sáo vậy. Không vậy hả? Ăn ớt nhiều. Ăn ớt thì mới ghen đó. Em có cảm thấy vợ em hung dữ không? Vợ em thì hung dữ thì chỉ lúc là vợ em sanh nở xong rồi người căng thẳng mệt mỏi này kia thôi, chứ bình thường vợ em rất là đáng yêu. Đáng yêu có hay mỗi khi giận lên là có hay cào cấu rồi xé rồi nhét nhắt nhéo em không? Dạ có. Hiện tại vết sẹo vẫn còn, em thừa nhận luôn. Trời em hối hận không trời? Dạ hối hận. Tại cái em... chồng em nói là em ơi cái này không phải là xã cào đâu, xã đừng có buồn, cái này là con cọp. Con cọp nó em tuổi cọp mà chồng em nói con hổ nó vồ anh. Trời, câu chuyện về người chồng bị vợ bạo hành triền miên là có thật. Nhưng mà tối ngày cứ nói xã cứ nắm năm thoải mái đi, miễn sao là xã vui được rồi, cái em càng làm tới. Vợ em có thật xấu gì thêm để bổ sung nữa không em? Bổ sung nhẹ đi. Nói đi, mai không cào nữa. Trời, mắt rơm rớm nước mắt nữa rồi thưa quý vị ơi, trời ơi. Có nhiều lắm mà không dám nói sao. Em cứ nói đi Hiếu. Thôi bây giờ riêng cặp này á, để vợ tự khai đi. Chồng em hay phàn nàn, mỗi lần ở nhà lại mặc bộ cái có công chuyện ra ngoài cái em lại thay bộ. Cái bộ cái mình so bộ nào không hợp cái thảy giường này nè. Cái chồng em nói xã ơi, mỗi ngày về nó xã ơi, cái đống đồ này là sao vậy, sạch hay dơ vậy? Cái em nói không biết nữa, giờ lộn xộn là cái chồng em phải ngửi. Cái nào có mùi mồ hôi là dơ, cái nào mà thơm là để qua bên vậy đó. Rồi tự giặt vậy. Chồng em coi như là bừa bộn dạ, đó. Chồng em lặng lẽ gom giặt rồi thôi. Cái chồng em nói tôi là cái máy giặt của xã rồi, từ nay xã cứ mặc dơ sạch gì cứ đưa cho tôi làm hết cho, đừng có để đây rồi tôi đi hửi tội tôi. Mà giặt tay, giặt máy? Dạ giặt tay. Trời ơi. Giặt đồ cho con rồi giặt riêng thao rồi không có giặt chung. Là ổng giặt hết luôn. Dạ nấu ăn rồi làm hết luôn. Quét nhà lau nhà giặt đồ xong cái đấm lưng cho em, tự động đấm lưng sức cho em hả? Cho em rồi tắm cho em nữa. Mà cho em luôn. Từ đó từ khi cưới đến giờ là cũng gần 5 rưỡi cũng có con rồi. Mà chồng em tắm cho em xong cái nói chung là tắm cho em bé xong cái ra hỏi em thích mặc đồ gì xong lấy xong cái kêu là dịnh đi để mặc quần vô rồi sợ té cái bắt dịnh dai vậy nè, giống như người lớn chăm em bé vậy đó. Trời ơi. Còn cái gì nữa trời ơi. Em nhiều khi em nửa đêm ngủ nhìn qua thấy
thấy chồng mình ngủ đó, trời, phải chồng mình không đẹp trai mà thương mình, không biết phải là đang nằm mơ không nữa. Hiếu, dạ. Chị hỏi nè, cái nguyên nhân vì đâu mà em yêu vợ em một cách gọi là thành kính như vậy? Có nên là thành kính thiệt luôn á, thành kính đúng mà cung kính mà đúng nghĩa luôn á, yêu một bà hoàng hậu vậy đó, chứ không phải là yêu một con người bình thường nữa. Thì yêu vợ em mình chỉ biết yêu hết mình, không có lý do. Thì em nói tôi thương xã, tôi nguyện làm trâu làm ngựa xã suốt cuộc đời này. Rồi nhiều khi mà lâu lâu cũng hỏi rồi, xã ơi, tôi sống với xã như vậy có được chưa? Ừ, cách chăm sóc xã như vậy có được chưa? Có cần chỉnh sửa hay nâng cấp gì không? Dạ anh muốn hỏi Hiếu, em có một chút gì đó mong muốn vợ mình thay đổi không? Em mong muốn xã em là đừng có ăn ớt nhiều. Ăn ớt nhiều tại vì ớt nó có chất axit nè, nó bào mòn bao tử mình. Cứ ăn vô rồi than, ơ tôi đau bao tử quá anh ơi, tôi đau bao tử quá. Bớt ăn vậy ớt thôi. Mấy có thêm gì lại đâu. Rồi ví dụ lúc nó nóng giận thì đừng có kêu mày tao mi tớ này kia. Ừ nó không hay. Dạ. Em thay đổi được tất cả những điều mà Hiếu mong muốn không? Dạ được chứ. Xưng hô mỗi khi giận hờn mày tao. Giờ em cũng giảm rồi. Thế còn em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Chồng em biết quá tuyệt vời rồi, em biết sao? Sao lại có một người như thế này nhỉ? Không, cái này mình không có nói về cái yếu tố gọi là tâm linh nha. Nhưng mà nó dường như là tụi em có một cái vướng bận gì từ kiếp trước á. Kiếp này tụi em phải gọi là trang hòa để mà trả lại cho nhau. Nhưng mà nói vậy, cái kiếp này á thì chị thấy vậy nè cưng. Em phải có một cái cách nào đó để cho chồng em lớn lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên, kiên hùng lên. Chồng em rất là mạnh mẽ rồi, bản lĩnh. Bản lĩnh lắm chị. Ở bên ngoài đúng không? Ở bên ngoài rất là bản lĩnh. Không, nhưng mà với em nữa, chẳng hạn như chị. Chồng em là yếu đuối với em thôi. Ừ, thương là thương, nhưng mà mình phải hết sức bản lĩnh. Cái gì đúng thì là vậy, còn cái gì không đúng là mình phải nói lên cái chính kiến của mình. Đúng không? Đúng. Thay đổi thế chị, xíu. Em đó, em, tức là dạ, mọi thứ là do em phải... Em phải làm em được cái điều rồi đó cho chồng. Nha. Đó nha. Rồi. Và xin chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn viên mãn với tất cả những gì ở cuộc sống này. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Chạy thẳng vào phòng em luôn. Ủa anh vô đây làm gì vậy? Anh vô đây anh coi tivi. Không sao đâu em. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và còn đại khán giả tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thành Nhật Trường, năm nay em 31 tuổi, nghề nghiệp của em là giảng viên, đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn cô? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy, nay em 28 tuổi, em cũng là giảng viên cùng công tác chung với trường. Mối tình cũng là bắt đầu từ cái trường mà các bạn đang làm việc. Dạ đúng rồi anh, trong một lần coi thi với anh, lần đầu tiên á không biết hiểu sao mà cứ cô ấy cứ nhìn em cứ chằm mà không biết là em là có giống như là có vi phạm gì không, em cũng thắc mắc. Ủa tại sao em lại nhìn ảnh chằm vậy, đẹp dạ trai hả? Tại lúc xếp lịch thi á anh, thì em thấy là tên của anh là Nguyễn Thanh Nhật Trường, thấy tên cũng dài mà ý nghĩa tên cũng dài nữa. Anh này cũng mới vô trường chắc cũng đẹp trai, rồi cũng chắc dài cũng giống cái tên vậy đó. Thì lúc gặp thì hoàn toàn sụp đổ luôn. Tên thì dài mà người thì ngắn ngủn à. Khi mà em nhìn cô gái này thì em có ấn tượng gì về cô? Giờ em lúc đó thì thấy cũng nhỏ nhắn, cũng dễ thương. Đặc biệt là cô đó có mái tóc vàng mà uốn cong. Dạ, thường hay mặc váy lắm. Vậy là lúc em nhìn vợ em là những lúc vợ em dạ hay mặc váy. Dạ. Vậy thì em theo đuổi cô ấy bằng cách nào? Ban đầu thì nhắn tin, rủ đi ăn sáng. Ban đầu thì cô ấy cũng không có thèm trả lời. Mưa dầm thấm đất hả? Dạ, mưa dầm là lên phòng của vợ luôn. Trời ơi. Ngồi đó, ngồi một cục luôn. Giờ em có ở trường là giống như là em cũng là trai mặt vậy ạ. Lên phòng làm việc của vợ hả? Dạ. Không có nói chuyện với ai hết á. Cũng ngồi đợi em vậy đó, nhìn chăm rồi em cũng ngại. Ngại với mọi người lắm. Cơ duyên nào mà để tụi em yêu nhau vậy? Hôm đó không biết làm sao anh rủ em đi ăn sáng mà em không đi, xong rồi đến hôm sau thì anh đi thì thấy cái chân anh tới phòng em cà nhắc vậy đó, mà tới rồi mặt buồn hiu à, nói em đi ăn sáng với anh đi, anh năn nỉ em á. Lúc đó em cũng không chịu đi luôn, nhưng mà lúc gì á thì thấy anh cà nhắc từ cầu thang xuống thì lúc thấy đó thương. Em thấy thương, bắt đầu cảm động, nói sao anh này chân thành với mình quá. Nhưng mà chị hỏi nè, trong thời gian mà em cứ lì lợm như vậy đó, rồi em chai mặt vậy, rồi có bị nhiều người nói ra nói vô không? Nói cứ sao thấy mà thương. Cứ lên đây đánh dấu lãnh
anh thổ hoài. Thôi lắng nghe nè, có khi nào mà đi chơi chung với nhau không? Lúc đó thì trường có tổ chức đi tham quan á, nghỉ hay nghỉ dưỡng hàng năm thôi. Đi bình thường thì không sao, đến lúc tối anh gọi điện anh hỏi em có ở phòng không, bạn của ở cùng phòng của em đâu rồi, bạn em đi chơi với người yêu rồi, hãy gì có mình em hả? Không, khoảng 2-3 phút sau nghe tiếng gõ cửa, cái là đầu anh lò vô chạy thẳng vào phòng em luôn. Thầy ơi, thầy vô phòng. Dạ, thì lúc đó em mới lên em kêu á, ủa anh vô đây làm gì vậy? Nói anh vô đây anh coi tivi. Em mới đuổi em về, và suốt chặng đường từ đó cho tới đi về nhà luôn là không có thèm nhắn tin gọi điện hay là không thèm nói chuyện gì em gì đó. Tại vì thầy giận, thầy giận không cho thầy coi tivi đúng không? Cái hôm đó em phóng lên phòng mà em nhoay vô trong phòng, vậy là cái mục đích của em muốn cái gì vậy? Có tâm sự đúng không? Tâm sự đêm khuya chị ơi. Dạ, nói chung cũng có ý đồ xấu chị ơi. Ủa mà lúc đó là ý đồ xấu nó cỡ nào nè? Ý đồ nó chắc cỡ là làm nhiều ăn nhiều quá chị. Làm liều ăn nhiều đúng không? Liều luôn. Chị ở đâu ra mà coi tivi? Ở đâu ra mà em có linh cảm là anh sẽ làm cái gì xấu không? Dạ có. Thì em la lên thì anh nói không sao đâu em, chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Thôi không. Dạ, anh nói vậy đó. Dạ. Em thoát thân được trong gang tấc đúng không? Rồi từ lúc đó cho đến lúc ngày cưới em thoát được mấy lần nữa? Thoát hoài luôn, thoát cho tới lúc đám cưới luôn. Ồ vậy đó hả? Cũng là giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Từ cái lúc mà cái đêm coi tivi đó. À khoảng một năm sau. À, đêm tân hôn có. Dạ, đêm... vui không thầy Trường? Dạ đêm tân hôn vỡ mộng anh ơi. Vỡ vậy? Vỡ mộng dạ. Sao? Ủa? Tại vì ban ngày á là đám cưới của em là đãi buổi trưa, em muốn xịn quá, tới đêm đó thì em có đòi mà không biết do đâu mà là xịn quá rồi là không có điều khiển được đúng không? Dạ. Với một lần là cũng do tâm lý nó hồi hộp quá. Lúc đó vợ trả lời sao? Thì lúc đó em có hỏi vợ không biết anh có bị gì không em. Dạ, mà sao kỳ quá vậy? Lúc đó thì anh khóc hu hu à, ôm em khóc vậy đó, như nít vậy đó. Sao em đẹp vậy mà anh không có làm gì được hết? Anh có bị về mặt sinh lý, về mặt nhiều thứ gì, có bị sao không em? Mình đã còn mệt á, mình không có chủ động được. Để từ từ đi em. Để ngày mai. Tâm lý em lúc đó em sợ không? Dạ lúc đó em cũng lo. Rồi không biết có phải là đàn ông hay không, gì làm gì cũng được nữa. Dạ đêm sau là được đúng không? Tức là đêm sau nữa đi, bọn em đi tuần trăng mật. Lúc đó anh cũng làm được. Mà ok không? Okay, dạ ok. Ok. Em phải lấy lại phong độ. Rồi lúc đó vui không? Lúc đó hỏi cảm giác của thầy nè. Dạ. Lúc mà thầy rồi vậy thì thành công á, thầy vui không? Dạ cũng vui chị. Ngày đêm đó em bị trục trặc gì đó, không có lên mạng tìm họ hiểu. Rồi bây giờ các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em lấy nhau được 2 năm rưỡi ạ. Có em bé chưa? Dạ em có em bé. Thì hai vợ chồng là ai ghen ai? Ai cũng ghen à. Bên nào ghen mãnh liệt hơn? Chắc chồng ghen mãnh liệt hơn á. Đêm thì em ngủ thì lẻn vô phòng em à, vô rồi lấy điện thoại mở tự động, mở tin nhắn lên rồi đọc rồi tự động trả lời luôn. Thì hả? Dạ Trường đây, tôi là chồng của cô Thủy đây, có gì á nhắn tin cho tôi nè. Ngoài cái tật xấu là ghen ra thì thầy Trường còn có tật xấu gì nữa không thầy? Ngủ thì hay nhảy. Nhảy dữ lắm. Chồng em được cãi là ăn ngon rồi ngủ ngon, bởi vì mập ủ à. Trời ơi cái ngáy đó thọt tội nghiệp lắm em ơi. Dạ, mình đâu có kiểm soát được đúng không thầy? Rồi còn cái gì nữa nè? Anh hơi vô tâm, nhiều khi mình mệt anh cũng không biết, rồi cho nên mình sinh ra hay giận hờn vậy đó. Là chồng vô tâm? Dạ. Vô tâm kiểu như thế nào? Mới cưới gì á, hai vợ chồng ở riêng, lúc đó thì điều kiện ở trọ mà cho nên không có đầy đủ á, lo mọi thứ, trong khi đó chồng về thì ôm cái điện thoại hoặc là gầm lanh ra nệm ngủ chả chết rồi vậy đó. Không có thèm nói chuyện với em, hù em gì hết á. Tranh cãi nhau một vài lần thì chồng mới đòi về ở với ba mẹ. Lần đầu thì em năn nỉ, dành lên cũng đòi cầm áo quần đi về về ở với ba mẹ cho khỏe. Thì anh về khoảng 2 ngày thì anh lại lên gặp em rồi nói thôi em xin lỗi, anh cho em ở chung nhé. Tự đi rồi tự xin về. Dạ tự đi rồi tự xin về cho em không có thèm gọi điện hay em không thèm năn nỉ gì hết. Ủa thầy có thật sự là thầy là muốn xin về hay là thầy bị đuổi về thầy? Ban đầu em với bồ em đi về á thì vợ thì có kêu lại. Lần thứ hai mình cũng tưởng cũng kêu lại, đâu có ngờ không có năn nỉ mình lâu, làm em phải đi về luôn. Có nghĩa là làm nư mà làm thấy nư. Không được. Từ đó vì sao là không bao giờ là giảm bỏ về có nữa. Nghĩa là tính sao cái tật xấu lúc đó là hay giận và hay bỏ đi khỏi nhà về về cha mẹ ruột ở đúng không? Rồi bây giờ tới Trường đó
cô Thúy có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em là hay giận hờn vô cớ và hay cằn nhằn. Với lại là nói chuyện với chồng mà không có bao giờ mà mềm mỏng mềm mại gì hết. Toàn là nói câu không có chủ ngữ vị ngữ không à. Nói trọng đó đúng không? Dạ, cũng không thích cái tính đó của cô vợ cho lắm. Kể một chút xíu thôi, là nói trọng là nói sao? Nói trọng là giống như lấy chai dầu. Lấy chai dầu lấy dầu. Không biết là ai lấy không, biết là ai lấy. Nói trọng đó. Dầu đi. Giống như là phải mềm mại với chồng như thế. Anh ơi lấy giùm em chai dầu. Đó. Tắm kìa, đi tắm lẹ đi. Dạ. Động nữa đó. À, à, vậy đó. Tắm đi. À, đi. Nhưng mà đó là những lúc em nhìn thôi. Còn lúc giống như trong mình đang còn nhìn cái gì á, mình mới nói vậy. Dạ. Vậy, vậy là phải nói rõ là hay lúc nói trọng trong lúc giận. Đúng rồi. Đó. Dạ. Vậy thì hai cái điều mà thầy không vừa lòng mà đó là tật xấu của cô Thúy. Dạ. Thì thầy có muốn thay đổi những cái điều đó không? Mong muốn của chồng là vợ là ít có cằn nhằn lại, đừng có hay giận hờn vô cớ quá, làm chồng không biết là giận là nguyên nhân gì nữa. Rồi đi làm về mệt mỏi mà gặp vợ còn mệt mỏi nữa. Nó quải luôn á. Cô Thúy muốn thầy Trường thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn chồng bớt công việc lại một chút để quan tâm tới gia đình nhiều hơn, thời gian để chăm sóc bản thân nữa. Tại giờ hiện tại thì anh lên kỹ vèo vèo và em cũng lo lắng cho cái sức khỏe của anh. Em có hay đi nhậu không? Dạ, thỉnh thoảng thì tháng nhậu một lần hai lần chị. Những lúc em buồn thì em làm cái gì? Buồn thì em cũng chơi game giải trí đồ thôi chứ cũng không làm gì. Em có đi nhậu à? Dạ, em ít nhậu lắm. Chị mà buồn là chị ăn á, thành ra là chị mới mập á. Mà em có hay bị stress không? Nói chung là công việc cũng áp lực lắm chị, rồi cũng hay chết lắm. Thực ra là ở đây nó là tỷ lệ thuận đó em. Vợ em á thì hay cằn nhằn là tại vì vợ em cảm giác em vô tâm quá. Chắc từ nhỏ là được chiều lắm rồi đúng không? Dạ. Ở nhà ba mẹ chiều á. Dạ. Đó giống như vợ chỉ mong em dành thời gian nhiều cho gia đình một chút. Còn chồng á thì là chồng không lo cho bản thân, là chồng stress nhiều, nhiều khi stress nhiều cũng bị mập nữa. Dạ. Đó chứ cũng phải là do ăn nhiều đâu. Em tìm một cái cách giải tỏa stress á, thay vì bằng game á. Thì em thử em giải tỏa bằng cách là em chơi với con em hay là chơi với vợ, bằng cách là hai đứa cùng tìm một cái đam mê chung á. Tại vì sao khi mà hai đứa cùng làm một công việc như vậy á, thì cái sự quan tâm nó, mặc dù là em không cần hỏi han gì hết, nhưng mà rõ ràng hai đứa ở cùng nhau, ngồi gần nhau và cùng cảm nhận một cái điều gì đó chung á. Yeah. Là nó có một sự sẻ chia rồi. Hay không ha? Nói chung là đêm nay về hai vợ chồng có một bộ phim nào đó mà hai vợ chồng cùng thích, thử đi, còn đi. Thử áp dụng. Rồi ngoài ra chơi với con, chơi chung với con nữa. Ví dụ vậy. Rồi. Hai em ha. Rồi, xin chào hai em. Hai đứa cũng không phải là gu của nhau nữa. Em là không thích, bao giờ thích người nhỏ tuổi đâu nha. Đào hoa lắm. Và quen lúc một lúc hai cô. Còn bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em, giới thiệu anh nào. Em tên Lê Quỳnh Cẩm Thi ạ, 28 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Hiện nay em đang công tác ở nhân viên y tế ở trường học ạ. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Trương Thanh Khoa, hôm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng và em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Cao Văn Chí ở Tây Ninh. À, hai vợ chồng là từ Tây Ninh lên đây hả? Dạ. Lúc nào? Lên hôm qua. Tối hôm qua luôn. À, dạ. Có ở chung chỗ với cái cặp mà từ Đà Nẵng không? Dạ có ạ. À. Ở kế bên phòng ạ. Có, nhưng mà sáng nay mới biết là ở chung kế bên phòng, tối vậy không hả? Biết. Dạ. Vậy đó hả? Cũng đại diện cho chương trình, xin cảm ơn hai bạn đã từ Tây Ninh để lên đây để mà tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Hai bạn có cuồng chương trình giống như là cặp vợ chồng ở Đà Nẵng vô không? Dạ có, hơn vậy đó. Hơn vậy đó, trời tính vậy. Nghe câu là cuồng chương trình nó xuất gì đâu. Nếu mà cuồng hơn là sao? Ê, em kể gì dạ, nghe coi. Dạ thích hai người lắm, thích lâu lắm rồi, ngưỡng mộ lâu lắm rồi. Trời ơi, thích thật á. Với lại một điều là hai đứa muốn thích được lên TV nữa. Dạ. Nhưng mà thích lâu chưa? Dạ thích lâu rồi, em coi trên YouTube cứ ngày nào cũng coi, hai vợ chồng ngày nào cũng coi, nó ước gì mình được ngồi trên đó. Ồ vậy hả? Thế này là được rồi đó. Dạ. Tụi em đã cưới nhau lâu chưa? Dạ một năm rưỡi. Rồi lại còn son quá hả? Đúng không? Rồi hai bạn gặp nhau như thế nào vậy? Lúc ban đầu là chỉ là bạn thôi, là học chung trường rồi ở nhà trọ cũng gần kế bên nhau vậy đó. Bạn là chơi chung là thân, thực sự lúc đó thì ai cũng có người yêu hết. Nên là không có nghĩ là sẽ đến với nhau. Rồi hai đứa cũng không phải là gu của nhau nữa. Ngày xưa em ghét anh này lắm. Vậy hả? Dạ. Thứ nhất là nhỏ tuổi hơn. Em là không thích, bao giờ thích người nhỏ tuổi đâu nha. Em muốn được một người đàn ông nào đó che chở cho mình vậy đó. Thứ hai là đào hoa lắm. Vậy đó hả? Hai ba lần là toàn là quen lúc một lúc hai cô. Trời hai cô đó biết nhau mới ghê hay ha. Trời ơi, hai tay hai cá là đồng loại luôn á. Ghê thiệt đó. Dữ nhỏ mà có vỏ ha. Tức là em biết cái trường hợp đó là bởi vì lúc đó đang là bạn rồi đúng không?
Dạ đúng rồi, bạn thân nên chuyện gì em cũng biết hết. Rồi khi nào thì mới bắt đầu là có cảm tình với này? Em thì không có cảm tình anh. Anh xuống anh cua mẹ em. Nên mẹ em đồng ý thôi nè. Phải theo mẹ em thôi chứ à, em không... đi cua mẹ em hả? Dạ đúng rồi. Em thích bạn này từ lúc nào? Thì đám cưới có một người bạn. Bình thường thì thấy nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà hôm đó cái tự nhiên là trang điểm lên rồi mặc một cái đầm rất là xinh. Bắt đầu có là để ý mới nói với thằng bạn cùng phòng là trời ước gì là sau này tao cưới được vợ tao ha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Mà cái lúc đó là còn quen hả? Dạ còn. Mà hai bạn dạ, có dạ ghen không có ghen tại vì là biết là bạn thân cho nên là không có ghen. À là hai bạn ghen không có ghen với bạn này. Dạ đúng. Rồi sau đó là em cũng chia tay bạn hết rồi. Lúc đó mới buồn. Rồi cái hai đứa mới là hẹn nhau cà phê tâm sự. Nhóm của em chơi chung là khoảng 10 đứa. Rồi lúc đó mấy đứa mới nói là thôi hai anh chị cũng lớn rồi. Rồi giờ cũng không có ai thôi anh chị đến với nhau luôn đi. Hai đứa đều ế hết thôi, cưới nhau giờ đỡ ế hai đứa. Rồi lúc đó em mới về nhà dưới mới gặp mẹ của vợ em. Lúc đó thúc hai đứa là cưới nhau đi. Vợ thì lúc đầu cũng không đồng ý đâu. Tại vì nó là bạn thân thì được nhưng mà yêu thì không có cảm giác. Như vậy có nghĩa là trước khi cưới em đã thực sự yêu chưa hay là thành vợ chồng rồi? Lúc đó em nghĩ là trước khi cưới em chưa yêu à? Đó. Đúng không? Chị cũng có cảm giác như vậy. Tại vì là cái với phụ nữ nó ngộ lắm em. Phụ nữ nó cái sự mà gọi là thay đổi nó không có nhanh như đàn ông. Rồi kể từ khi em rung rinh cho đến lúc mà cưới thì là bao lâu? Dạ chưa đầy 2 tháng ạ. À. Nhanh quá ha. Dạ. Không, mà tại vì họ quen nhau lâu rồi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi đó. Phát hiện vợ em có cái gì bất ngờ. Thôi nói chung là tật xấu. Tật xấu thì nhiều lắm. Em dễ thương anh được. Khi mà cưới về á, vợ phát cho em một cuốn sổ, trong đó là ghi là nhật ký vợ chồng. Tức là những cái vui buồn gì đó là phải ghi trong đó. Mỗi ngày là có những chuyện gì phải ghi hết. Ở cái trang đầu tiên á, vợ có ghi cái 5 điều của vợ dạy. Thứ nhất là vợ luôn luôn đúng. Thứ hai là nếu vợ sai xem lại điều 1. Thứ ba là phải tuyệt đối yêu thương vợ. Cái thứ tư là tiền của vợ là tiền của vợ. Tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Đó, trời ơi, tôi biết ngay cái câu thứ tư đó. Cái thứ năm là nếu như chồng thực hiện đúng những điều trên đó thì vợ sẽ tuyệt đối yêu thương chồng. Câu thứ năm dễ thương ha. Dạ. Đó mà muốn được câu thứ năm phải làm hết 4 dạ. câu kia. Dạ đúng rồi. Bốn câu kia mà có làm được 4 câu kia hả? Cũng tương đối thôi. Rồi sao nữa? Rồi có một cái tật đó là vợ hay lười việc nhà lắm. Ít khi làm, nằm ngủ kia đó. Cái em về cái nói ủa sao vợ không dọn dẹp phòng, không dẹp đồ đi. Cái vợ bắt đầu chu cái mỏ lên nói anh không có thương em hả? Anh cưới em về để anh chửi em hay sao hả? Xong cái bắt đầu lăm lăn đùng ra đó nói là rồi giờ vợ chết rồi đó, rồi giờ chồng làm gì chồng làm đi. Chuyện này hay nè. Em kêu sao chết lăn vô tí xíu rồi cho em dọn dẹp. Rồi xong em tự dọn dẹp xong hết rồi em vô. Cái bắt đầu cái nói chồng mệt không? Chồng nằm nghỉ đi để vợ làm tiếp cho. Mà xong đó là anh nào xong không? Không, trước khi là bà hỏi coi đó là bà cũng nghe mắt cũng nhìn rồi. Rồi, nó là gì? Đùng đẩy tất cả công việc cho chồng, dạ. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Rồi có một cái tật là mỗi lần mà đi đâu chơi á là vợ tủ quần áo lên nói em hết đồ mặc rồi. Mà trong khi đó là tủ đầy nhóc luôn. Cứ mẹ nhau em nói là anh phải mua đồ mới cho em chứ giờ mặc đồ cũ hoài kỳ lắm. Em mới nói là ở bây giờ khi nào mà em dọn hết cái đống đồ trong đó đi rồi sẽ mua đồ mới. Mà cứ tiếc cứ để đầy nhóc luôn, muốn sập xào luôn mà vẫn còn nguyên. Nhưng mà em có tiền để mua đồ không? Cũng à. Tiền thì vợ em giữ hết rồi. Thì đó. Tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Dạ đúng rồi, tiền của chồng là tiền của vợ. Bây giờ nói nếu em muốn anh mua đồ cho em thì em làm ơn em hủy giùm anh cái điều hai. Rồi ngược lại đi, bây giờ tới em nói xấu đi. Bây dạ. giờ tội nghiệp bị vạch mặt quá. Anh này thì xấu. Đúng như em dự đoán luôn chị. Nhỏ tuổi hơn thì sẽ trẻ con, đúng trẻ con hơn. Em nghĩ nhiều. Về nhà như con nít vậy đó chị, muốn mua gì ừ phải mèo nheo chừng nào em mua được thôi. Mà mua đồ toàn như trẻ con không. Đồng hồ, mua đồng hồ nháy. Phát sáng. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đồng hồ phát sáng hả? Mấy triệu. Có đi về người ta phát sáng không? Có đi về phát sáng không? Dạ cũng xém rồi nhưng mà em chưa cho mua đó. Cái gì nữa? Tối ngày xem Doraemon chị. Xem Doraemon. Ví dụ như em mượn làm giùm mà không thích làm á. Siêu nhân Gao biến hình. Biến hình mất rồi, giờ không có đây đâu làm cho em. Nhưng mà trong khi đó cũng còn xuất hiện như con trâu ngồi đây mà. Siêu nhân Gao biến hình rồi. Ghê lắm chị. Chắc hát được bài hát của siêu nhân Gao đúng không? Rồi còn gì đâu? Tối ngày ăn cái gì cũng phải khoan anh chụp hình đăng Facebook rồi xong em mới được ăn. Nói chung là cũng không thành phay á. À đúng rồi, sống ảo lắm anh, đi đâu cũng chụp hình thấy đăng Facebook. Rồi thích trò gì của con nít nữa? Nhiều trò con nít lắm. Đi chơi với con nít không mà chị thích những cái hội ở con nít như hội audition rồi á, chị nhảy gì đó. Trời. Cái đó là cái sở thích của em. Dạ, tại vì thích nó trẻ trung nó nhí nhảnh. Vậy đó. Con chị ở nhà công việc gì là toàn là em quyết không à, anh không quyết được cái gì hết á. Rồi vậy cái bạn chồng này bạn đi chơi với mấy bạn túi tiên này nọ rồi trong đó là chắc chắn phải có mấy bạn nữ rồi thì em có ghen không? Đôi lúc cũng thấy cũng bực mình nhưng mà tánh em thì không ghen. Tại vì ví dụ như nếu mà có người khác em đồng ý thì mai mốt em có người khác ráng chịu vậy thôi. Tại giờ cũng có nói là nếu mà chồng mà ngoại tình chỉ một lần thôi giờ cũng không tha thứ nữa. Đúng rồi, tại vì bắt gặp cái là gọi là ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng liền. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi gì? Đừng có ôm cái điện thoại nữa anh, trời ơi ôm cái điện thoại còn hơn nhiều hơn ôm vợ nữa anh. Lý do gì mà em ôm cái điện thoại dữ vậy?
Tại vì em mê xem mấy cái chương trình hài giống như chương trình trên truyền hình đó. Tại sao không coi trên truyền hình để mà hai vợ chồng cùng coi? Thích sao không gian riêng á chị, coi một mình xong rồi nằm cười một mình. Kỳ vậy đó. Như là tự kỷ vậy đó chị. Sao coi chung mà cười chung luôn mới vui. Tại vợ thì cũng không có thích mấy chương trình hài lắm. Có lẽ em khi có em bé rồi á, anh nghĩ là chồng em sẽ bỏ cái điện thoại. Cũng giống như anh đó vậy, cũng ôm điện thoại á. Mà khi mà có con rồi cái tự động điện thoại phải đem ra ngoài. Không anh mà em sợ lúc đó em lại chăm hai người con á, tính như con nít. Có đâu cưng, chắc chắn điệu luôn. Tại vì ông chồng nào, ông cha nào cũng rất sợ cái sóng điện thoại nó ảnh hưởng đến em bé. Không, mà chính ra nếu mà em mà có con á là bạn này chơi với con em á khỏe luôn. Là hai người bạn đó, em thoải mái rảnh rỗi làm chuyện khác. Thiệt má. Rồi, bây giờ mong muốn là bớt ôm điện thoại lại. Dạ. Còn gì nữa không? Bớt cọc cằn. Cọc cằn hả? Dạ. Tính trẻ con nhưng mà lại cọc cằn. Ồ. Đi làm về cứ như là ai ăn hết tiền hết bạc vậy đó, cứ nhăn nhăn lên vậy nè. Mà nói tới là làm như là sực lại ngay. Em sợ. Vậy hả? Áp lực công việc hả? Mà mỗi lần sực gì em có sực lại một đêm nó hơi hơi lúc đầu là em sực dữ lắm. Bây giờ quen tính rồi thôi kệ. Về tự khùng rồi tự bỏ đi. À nhưng mà vợ vẫn là nằm kèo trên mà. Mỗi chuyện gây lộn thì vợ lúc nào là vợ cũng thắng nhau hết. Vợ luôn đúng mà. Vợ luôn đúng mà. Đúng rồi, có năm điều vợ dạy rồi cưng. Có lần mà mới về em tức quá, em nói mẹ hôm nào mẹ đi vắng khỏi nhà một bữa đi, con đóng lại con đánh mẹ, con đánh vợ con về mẹ nhìn không ra luôn. Mà đó giờ có đánh chưa? Chưa đánh. Em quánh không. Ông mới nói đó, bao giờ em là kèo trên mà. À, còn gì nữa không? Dạ, em lớn tuổi hơn á, mình đã mặc cảm là mình lớn tuổi hơn rồi. Mà ra đường sửa soạn những nít cái mình không muốn đi chung, cảm thấy là mình già hơn, mình không thích. Mà ảnh cứ vậy là cứ chạy trước lắm chị. Còn bạn trai, bạn muốn bạn gái thay đổi cái gì? Không cần vợ thay đổi gì nhiều quá. Vợ cứ như vợ vậy là được rồi. Mát ruột chưa? Cái lời nói này đâu phải của đứa nít đâu, của một người chồng không, là... Không chị, lãng mạn sẽ sến luôn hả chị? Thì em nói vậy thôi chứ trong bụng có khi là khác hả chị? Có không? Có cái sao dạ, để thật. Mặt quay cái vậy? Này là thật, vợ thấy cũng như là vợ bây giờ. Dạ. Đúng không? Có nghĩa là vẫn chấp nhận năm điều vợ dạy của em đó. Không, nói vậy thôi chứ tối ngày thôi vợ hung dữ quá. Vợ bớt dung dữ là cho vợ chồng dễ thở dễ sống đi. Thì lên là nhiệm vụ nó phải lên rồi đó. Ảnh là như cái mỏ than Quảng Ninh vậy đó chị, thở ra cái gì cũng ơi sao mà nó mệt quá. Còn em thì em sống lạc quan để bù trừ lại á. Không, tại vì nhiều khi em chưa quan tâm nó cho nên phải rên để cho em quan tâm. Con nít là vậy mà. Sao cuộc sống có hai bạn này á dễ thương mà, đúng không? À, hai vợ chồng đều có hai cái chiêu rất là dễ thương luôn. Ông coi như tôi chết rồi đi. Không làm là siêu nhân gạo biết hơn. Cuối cùng ai làm? Không, là cuối cùng siêu nhân mà anh. Không, thực ra chồng nhỏ tuổi hơn mình á, có những cái giống như vợ tâm sự đó, có những cái mặc cảm. Thực ra nhìn tụi em á thì cái độ chênh lệch nó không có, nhưng mà tại vì á thường cái tâm lý phụ nữ là như vậy đó, cho nên rằng á theo chị á thì em nên để tâm đến cái cảm xúc đó của vợ, nhất là sau khi mà vợ còn có con nữa thì cái đó còn phải để tâm hơn nữa. Ví dụ như là ta chững chạc lên, ta bớt những cái trò steam đi, và mình sẽ chia với vợ mình và để mình tạo cho vợ mình một cái cảm giác là đây là chỗ dựa của vợ. Yeah. Còn cái tâm hồn trẻ con thì mình vẫn giữ để làm chi, để mốt mình coi con phụ cho vợ. Yeah. Thì là em sẽ lấy lòng được con em còn hơn vợ em nữa đó, đảm bảo nó sẽ bám em. Đó, chị nghĩ là như vậy. Riêng vợ thì chồng muốn là vợ y như vậy thì thôi, vợ cứ như vậy đi. Vậy mà ở nhà nói xấu em nhiều lắm chị. Cái gì cũng nói xấu. Không, nó để lên đây anh kể cho mọi người nghe em về em nó mắc cỡ để em thay đổi. Tuy nhiên thì mình hiểu được chồng mình, cái tâm hồn chồng mình con nít như vậy á, đôi lúc mình cũng hòa vào cái điều đó một chút để cho chồng mình vui. Ví dụ như chồng mình than thì mình đừng có bực mình. Đó, mình cũng hòa vào một chút. Ồ, biết rồi, biết là chồng mệt rồi, ôi thương nó vợ cưng nè. Đó, ví dụ như không có chấp cái là rồi khỏe liền đó. Thôi nhân đây thì anh cũng xin chúc hai bạn mau chóng hòa hợp với nhau và có tin vui, có một em bé ra đời dễ thương kháu khỉnh. Dạ. Chào em vậy nha. Đêm mà đi ngủ mà em nằm xuống mà chưa được 5 giây mà không thấy ôm là lẫy và kêu chồng nhớ đến cô nào rồi. Cho nên là không ôm vợ nữa, không yêu vợ nữa. Thế là em lại phải ôm. Mà em không ôm là khóc. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ mình chào Sơn cái nha, giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Anh Tuấn. Em là đến từ Thái Bình nhưng mà hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Còn em là Nguyễn Thị Đông, em 25 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán và em đến từ Huế. Trời ơi, em thấy không, một người từ Huế, một người từ Thái Bình đó. Huế với Thái Bình mà gặp nhau Đà Nẵng. Dạ. Như vậy là Tuấn là vào Đà Nẵng là lâu chưa? Em vô được gần 3 năm. Thì là hai bạn từ Đà Nẵng bay vô đây à? Tụi em vừa bay vào tối qua. Trời. Tại hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Bây giờ hỏi thật nè. Hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Trước tiên thì rất là sung sướng khi mà nghe hai bạn nói cái câu là hai bạn cuồng chương trình vợ chồng son. Dạ. Thì nhân đây thì Thượng cũng xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình vợ chồng son xin cảm ơn hai bạn vì cái sự nhiệt tình của các bạn để mà ngày hôm nay chúng ta có dịp mà hội ngộ trên chương trình. Xin cảm ơn.
Rồi bây giờ hai bạn có thể kể cái cơ duyên mà gặp nhau như thế nào? Em là hai người ế cho nên là quen nhau qua mạng xã hội Zalo. À. Lúc gặp anh này thì thấy anh bụng phệ là đúng cái gu của em rồi. Lúc anh nói chuyện chia sẻ em cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình, là tức là thích bếp núc, thích trẻ con, đó là em kết luôn. Thế là ba ngày sau hai vợ chồng nhận nhau đi gặp bố mẹ vợ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Một ngày. Là gặp nhau ngoài đời luôn. Ba ngày sau là gặp ba mẹ vợ, là đến gặp ba mẹ vợ luôn. Nhanh hết luôn à? Thần tốc mà. 10 ngày sau thì chồng em lại 1, 2, 3 nhất quyết là đòi cưới em cho được. Mà lý do sao mà em lại thích vợ em một cách cuồng si như vậy? Đầu tiên em gặp thì em thấy vợ em cũng dễ thương, mà em sợ quen thằng khác, thế cho nên em phải chịu khổ. Đấy, em ôm về. Dạ. Không đúng đâu chị, quen nhiều cô rồi mà bị đá hết trơn á. À. Nhìn thấy em dễ dãi quá, nhìn úp sọ em. Rồi chỉ trong vòng có mấy ngày là các bạn là bắt đầu là dạm hỏi này luôn chưa? Dạ không, bố mẹ em nghĩ là hai đứa mới quen nhau mới để quen tìm nhau. Hiểu cho kỳ dạ. Càng. Cái thời buổi yêu nhanh cưới vội cũng sợ, rồi chia tay gấp cũng sợ lắm. Thế là anh này nghe xong cực kỳ buồn. Nó là để avatar là đã chết rồi muốn đi một nơi xa lắm. Trời ơi. Thế là em tự sợ anh tự tử thật. Em mới viết tâm thư gửi cho bố mẹ em á. Chia tay anh này là không quen ai nữa rồi, ở vậy làm gái ế rồi quả bom nổ chậm. Hai hùng quá cho cưới luôn à. Em cũng bảo vợ em bảo với bố, bố mà không đồng ý thì bố lên cầu Thuận Phước mà nhập dép. Ghê vậy đó hả trời. Em cũng nói đùa thôi. Chứ lúc đấy là em đang nằm ở nhà em xem TV cho vợ chồng xoan. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi thì bây giờ có những cái gì gọi là nó bất ngờ không? Nghĩa là vỡ mộng không? Em vỡ mộng là cái vợ em ghen. Hai vợ chồng ở phòng trọ, cái nhiệt độ cũng đã cao rồi. Mà anh chị nhìn thì hai vợ chồng thì người ấy hơi nhỏ tí. Đêm mà đi ngủ mà em nằm xuống mà chưa được 5 giây mà không thấy ôm là lẫy. Mà kêu chồng nhớ đến cô nào rồi. Cho nên là không ôm vợ nữa, không yêu vợ nữa. Thế là em lại phải ôm. Mà em không ôm là khóc. Nóng quá là bắt ôm. Dạ. Nó nóng mà cứ suốt bắt em ôm. Đâu rồi. Trước khi đi ngủ là hôn một cái. Hôn một cái. Không hôn là lại bảo chắc nhớ cô nào nhớ cô nào. Dạ. Mà bây giờ cái đó vẫn còn tiếp diễn không? Dạ vẫn tiếp diễn ạ. Tối nào cũng thế ạ. Trước khi lên chương trình có ôm hôn cái không? Dạ. Ở bên khách sạn thì có phải ôm. Dạ. Nhưng mà không hôn được bởi vì lúc mệt quá. Là em chỉ có đưa tay ra cho gối tay em cái là ngủ luôn. Hơi á. Dạ lấy hơi đấy. Có máy lạnh mà. Có máy lạnh ngủ mới sướng ạ. Ừ. Dạ. Đó là một cái tính rất là đáng yêu của phụ nữ mà. Không như phải có lý do vợ mới ghen chứ. Đúng không em? Chắc là lý cái gì phải không? Dạ, trước đó là bồ bịch rất cực kỳ lăng nhăng. Không có nghĩa là sau khi cưới rồi. Dạ sau khi cưới thì em điều tra với tìm hiểu thì chưa thấy. Chưa thấy biểu hiện gì. Nhưng mà trước khi đó thì lăng nhăng. Dạ, sao em biết? Dạ, mấy em chồng kệ. Mấy chồng em chồng kể. Thân với em lắm. Còn em quản lý Facebook của em ở Facebook. Trong khi quen ấy, em đưa Facebook cho thì không có dùng. Nhưng mà đến khi cưới nhau về cái là lấy Facebook với mật khẩu luôn. Xem được những cái tin nhắn của em với người yêu cũ á, là bắt đầu là chặn cái Facebook của người yêu cũ. Ôi trời. Lấy lý do là sợ chồng nhớ đến người cũ là buồn. Cuối cùng cuồng ghen quá chặn luôn cả Facebook của đứa cháu luôn. Thế mà sao vậy? Thì hai cậu cháu nói chuyện tình cảm vui vẻ. Thế là tưởng nói chuyện với người yêu cũ là chặn luôn bảo. Cháu ruột đấy ạ. Là bây giờ là còn quản lý Facebook không? Dạ có ạ. Là bây giờ cái Facebook của em đăng nhập ở trên máy của em luôn. Cứ em mà đăng nhập là vợ em biết. Em nhắn tin cho ai hay em làm bất kỳ cái gì là vợ em biết hết. Trời ơi. Rồi còn gì em? Tính trẻ con. Rồi nhiều khi lấy những cái việc gọi là rất là vô cớ. Hai vợ chồng em bây giờ là đang muốn có em bé. Thế xong hôm ấy vợ em bảo là thôi hai vợ chồng đi khám đi. Nhưng tính em thì em ưa để râu, cạo râu đi ra ngoài đường con gái theo. Thế hôm ấy về bắt em cạo râu nhưng mà em không cạo. Em bảo em đi chơi. Vợ em đi một mình. Thế là bàn với em bé học sinh á, mua thuốc đỏ về bôi này. Xong lấy cái kéo cắt ở đây là một khoảng này. Xong về nhà nằm khóc. Bảo là vợ bị té xe. Ô em về mà em hối, em bảo là em đưa đi bệnh viện nhưng không chịu đi, em thuê taxi đi không chịu đi. Nên cuối cùng nửa đêm em tháo ra chả thấy sao lại làm hoảng. Diễn sâu quá rồi. Mà trong là sâu hết. Ủa nhưng mà tại sao làm vậy? Không, trước giờ là lúc nào cũng chiều chuộng nghe lời em lắm anh. Đó tự nhiên thấy sao vùng lên là không chiều theo ý em. Thế là em nghĩ phải làm gì đó để anh này thấy sai. Vợ em muốn nít chứ sợ luôn á. Ủa rồi giờ em còn để râu không? Em có. Sao bữa nay không để râu? Lên chương trình. Hôm nay có đi lên truyền hình rồi. Lên truyền hình nữa phải cạo râu. Dạ.
Em đừng có đi chơi em mới cạo, chứ còn bình thường đi làm hay ở nhà em không cạo. Thế còn em? Ông xã em nãy giờ kể tật xấu em á. Dạ. Thì ông xã em có những tật xấu gì không? Yêu thì vợ nó gì ra là số 1. Nếu vợ sai thì xem lại số 1 là vợ luôn đúng. Về nhà thì đâu có thực thi điều đó đâu. Vợ nói gì cũng thường là... xem vợ là trẻ con cho nên chẳng tôn trọng ý kiến vợ là bao nhiêu. Đó là vỡ mộng là cái điều đó đúng không? Đổi dạ. Trắng thay đen đúng không? Với lại là lúc trước là quen em thì lúc nào cũng gọn gàng rồi tươm tất rồi rau ria rồi sạch sẽ mà về nhà để ra em thấy dê dê thế nào. Trước em đang ế thì em phải gọn gàng, em phải đẹp đẽ, em phải mìm tán gái. Nhưng bây giờ em lấy vợ về em trung tình rồi thì em thì phải cạo nữa. Đúng rồi. Chứ em cạo ra đường con gái lại nhìn. Bạn lại ghen lấy em càng chết. Để không cạo râu không? Thật ra có nhiều phụ nữ thích đàn ông để râu lắm em ơi. Dạ đúng rồi anh ạ. Nhưng mà em không thích cạo râu là do em làm biếng hay là tại vì em thích cái mặt em? Em thích mặt em thế đó. Đó là cái sở thích của chồng. Quan trọng vợ em không thích. Căng như bởi vì em đi thị trường nhiều, thế đâm ra mình muốn để nhìn mặt mình nó già dặn thêm một chút đi thì sẽ khó bắt nạt mình hơn. À thì ra cũng có nguyên nhân. Hai bạn này kể chuyện xấu nhau đâu có thấy kể tật xấu gì đâu, cũng đâu có gì đâu, vỡ mộng đâu trời. Toàn tật đáng yêu thôi à, đúng không? Có phải là tụi em bây giờ đang mong có con đúng không? Dạ, vợ chồng em đang rất là mong có con. Có khi nào là vì quá mong mà cũng muốn gặp anh Thuận nên Thuận chúc cho tụi em để tụi em mau dạ. Có tin vui không? Tại vì ngộ lắm em. Dạ. Chúc ai là người đó dính á. Thấy thiệt. Mụ Thuận. Còn chờ gì nữa không? Chúc ta đi. Thôi bây giờ các em nói về cái mong muốn thay đổi các em đi rồi chúc anh sẽ chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Rồi em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em muốn vợ em bớt trẻ con đi. Bớt cái quản lý cái vẻ ngoài của em đi. Em cũng chỉ mong thế thôi chứ em vậy không thôi. Mong gì hơn. Bởi vì đối với em, vợ em như vậy là gần như hoàn hảo. Dạ. Thế còn em? Giờ vợ đi. Dạ, em mong muốn là anh có thể đừng nuôi chó được không? Có thể đừng nuôi chó được không? Đơn giản lắm. Chỉ cần có em bé là thế nào cũng bỏ con chó vô sọ. Đúng rồi, là tại vì cái lông của con chó rất là ảnh hưởng đến em bé. Dạ. Cái chuyện đó tức khắc. Thôi nói tóm lại là vậy, để bà Bụt nói trước đi rồi một chút luôn nha. Dạ. Thật ra là tụi em á, những cái điều mà tụi em nói về nhau á, theo chị hoàn toàn đó mới là tật xấu. Những cái rất là dễ thương. Dạ. Cái rất là dễ thương. Ví dụ ngay cả cái tính trẻ con của vợ cũng rất là dễ thương. Dạ. Nhưng đúng chỗ, đúng lúc. Có nghĩa là không cần phải bỏ hết. Tại vì đôi khi vợ mình có một chút nhõng nhẽo, có một chút ấy, thì nó cũng lạ lẫm lắm em. Dạ. Nhưng mà vừa phải. Ví dụ như là tối nay trước khi đi ngủ nhõng nhẽo chút xíu vậy đó thì là đúng lúc. Thì là chồng sẽ thấy sự mà đáng yêu của vợ. Rồi cái vấn đề mà quản lý về ăn mặc, rồi là cái sở thích của chồng, thì theo chị em chỉ nên góp ý thôi. Còn cái chuyện chồng em sẽ tùy tình huống, tùy hoàn cảnh để mà chồng em tiếp thu những cái ý kiến đó. Còn chồng á thì chị nghĩ rằng nếu mà vợ em cấn bầu một cái thôi là em phải thôi nuôi chó. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Vợ em có bầu em bỏ nuôi chó. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ông Bụt đó, ông Bụt đi. Trời, bây giờ tự nhiên tôi bị tâm lý. Thì thôi, nhân đây cũng là một cái ngày mà chúng ta gặp nhau. Dạ. Nha. Thì anh Quốc Thuận xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui. Dạ. Và một em bé khỏe mạnh, đáng yêu sẽ ra đời trong năm 2017. Dạ. Dạ. Có gì hãy báo cho tin vui nghe. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. Dạ. Cũng hy vọng là cưới xong mà sửa đổi. Nhưng mà em đâu có nghĩ là khi mà cưới xong mới phát hiện là cái level nó còn kinh hơn cái mức em có thể tưởng tượng được. Cái em mới qua nhà trọ của ảnh, em đập cửa, em la hét, em nhảy múa trước cửa mà vẫn không dậy. Nhảy múa trước cửa thôi. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu cho mình. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Phát Duy, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Mỹ Tho. Và hiện đang là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. À, và đây chính là bà xã em. Dạ, bà em kính chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Thanh Mai, em 27 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện em cũng là nhân viên văn phòng. Hai em bằng tuổi nhau, làm Thuận đoán đi, Thuận vui Thuận. Anh nghĩ là hai em là gặp nhau trong một trong một cái trường đại học, đúng chưa? Trong một trường đại học và hai người đã gặp nhau và lần đầu tiên là hai bạn không hề ưa nhau, nhưng mà cuối cùng là do ông Tơ Bà Nguyện đưa đường dẫn lối và hai bạn yêu nhau, đúng không? À, đúng một phần ạ. À. Đó, thấy chưa? Hay. Cái tình yêu của tụi em á thì nó kéo dài tới nay cũng khoảng 8 năm. À, thì đúng như nói thì tụi em cũng học chung ở trường đại học. Mặc dù là không có chung ngành, nhưng mà học chung ở đại học á thì cũng có một số người bạn chung á. Thì một cái ngày nọ thì người bạn của em học cái ngành về truyền thông thiết kế thì cần làm cái bộ phim ngắn. Thế là mời, vô tình thôi, mời hai tụi em đóng chung. Vợ em thì được phân vai làm cô giáo, còn em phân vai làm học sinh. Nhưng mà lúc mà vô diễn xuất thì học sinh thì tới lâu rồi, ngủ quá trời rồi mà cô giáo không thấy đâu hết trơn. Nghĩa là diễn viên đóng vai cô giáo đi trễ. Dạ đi trễ. Nhưng mà tới lúc cô giáo xuất hiện thì không hiểu, không biết là cô giáo hay là học sinh mầm non nữa. Cô giáo gì đâu mà nhoi nhoi như con dòi luôn, vô mà đứng múa may.
khắp lớp học luôn á. Thì thấy cô này cũng dễ thương, nói chuyện cũng có duyên. Tuy có hơi tăng động xíu. Hơi tăng động hả? Nói chung là không ghét là được. Dạ. Thế còn em Mai? Lần đầu tiên em gặp chồng em là ở căng tin. Lúc đó là em chuẩn bị học môn kế toán, nhưng mà em thì không có thích số. Cho nên em mới nói với một người bạn là giờ không biết sao sống sót qua cái môn này. Cái bạn mới chỉ qua, nè, ông này nè, ông giỏi môn đó lắm đó, học điểm rất là cao, bởi vì anh học trước em một khóa. Cái em mới quay qua em nói một câu như vu vơ thôi là cái gì chỉ em nghe. Cái ảnh im cái ừ, là rồi thôi luôn đó, là không gặp lại. Rồi sau này khi mà quen nhau rồi á, thì coi cái hình chung hồi xưa đó, thì mới phát hiện là ông này là học trò của em trong cái lớp đó. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp lại nhau? Thì khoảng thời gian sau đó thì có một lần á, thì em lướt Facebook chơi. Thì đang lướt Facebook mà cái tự nhiên thấy một cái tên mà đọc xong thấy đó bụng liền luôn, bún bò giò heo. Em thấy nó ấn tượng quá, bấm vô coi thử, thấy mặt bà này. Cái mới nhớ à, bà này là cái bà cô mà nhoi tăng động hồi trước đây. Thế là từ đó mới bắt đầu kết bạn rồi nói chuyện nhiều hơn. Em thì sao khi mà nhận được cái tin nhắn của anh á qua Facebook của em á, thì em nhận ra nó liền không? Dạ, khi mà thấy cái lời mời kết bạn đó thì em cũng nhận ra, tại vì cái tên của ảnh cũng ấn tượng lắm. Tên gì? Dạ, Duy Trần Trùi Lũi. Duy Trần Trùi Lũi. Dạ, Trùi Lũi à. Bún bò giò heo đụng với Duy Trần Trùi Lũi. Rồi sao? Cái bữa đó là em đăng ký môn học online đó, nhưng mà kẹt mạng quá không có đăng ký được. Cái mới nhờ anh đăng ký thì anh làm con lần được luôn. Cái mới thấy cái anh này cũng tốt cũng hay mà may mắn nữa. Dạ, xong sau đó cái tự nhiên cái nhớ về cái môn học của mình, cái mới nói bữa nào vô trường chỉ ngang, cái anh cũng xong rồi sau đó là vô trường bắt đầu hẹn ở cái lớp nào đó hoặc là ở căng tin và dạy bài rất là nhiệt tình. Sau đó thì em quyết tâm là đi theo chỉ thêm mấy môn khác nữa. Chấp nhận làm gia sư. Dạ, chấp nhận làm gia sư miễn phí luôn. Giống như là theo cái ngôn ngữ tin bây giờ đó là thả thính á. Hồi xưa là em gom quyển thao thính em tạc vô bả luôn vậy đó. Tạc vô á, coi như là đi theo là chỉ hết một cái gì cần thiết là chỉ hết toàn bộ luôn. Lúc đó bắt đầu mới nảy sinh tình cảm dần thì cuối cùng là mới quyết định là tỏ tình. Cái thời gian mà hai em yêu nhau đó, hai đứa có vui vẻ không? Nghĩa là hai đứa có khớp với nhau không? Cũng có lần là cái đợt đó là em ở nhà trọ. Thì vợ em thì cũng rất là quan tâm đến em. Chỉ có một cái là ở nhà trọ giặt đồ tay mệt. Mà nhất là giặt mấy cái lớn nhiều cái mền chẳng hạn. Đợt đó có cái mền à, mà vợ em nhắc một tháng trời em chưa có giặt. Cái bữa đó vợ em qua thấy mền vợ quá tức quá, lấy ra giặt luôn. Giặt xong nó có cái mền mà cũng không giặt nữa. Thôi bỏ đi, chia tay đi. Vậy em đùng bây giờ luôn. Trời, có cái mền không đòi chia tay hả? Cái đó nó chưa có quan trọng bằng cái chuyện là em giận quá, em nói em chia tay thôi. Chứ trong bụng mình không có nghĩ là như vậy đâu. Rồi cái em về nhà, cái tối cái mẹ anh gọi cho em. Mẹ anh hỏi là, ủa sao nay con không qua bên phòng trọ? Mẹ của ảnh. À, mẹ chồng. Dạ, rồi cái mới nói là hôm nay con bận. Mình cũng nói dối là mình bận. Cái mẹ mới nói là, mai mốt mà con không về Mỹ Tho chơi nữa là cô buồn dữ lắm. Có nghĩa là mình chỉ hù ổng thôi. Thay vì ổng nhắn tin ổng năn nỉ mình hoặc qua nhà ổng năn nỉ mình thì ổng có. Ổng nhắn cái tin là anh chúc cho em tìm được người khác tốt hơn anh. Đó là cái thứ nhất em quê rồi. Cái thứ hai nữa là tự nhiên gọi điện thoại về mét má là tụi con chia tay. Trong khi em chỉ hù ổng thôi, ổng không năn nỉ tiếng nào hết trơn. Tại con ta thật tình mà, đúng không? Tụi em quen nhau là 8 năm đúng không? Dạ, 8 năm rồi. Quen tức là quen nhau 4 năm rồi, cưới là 4 năm rồi. À, tụi em cưới nhau 4 năm. Dạ. Em được mấy bé rồi? Dạ, được một bé 2 tuổi rưỡi. Khi mà ở chung với nhau là có vỡ mộng về nhau nhiều không? Dạ, cái đó kể 3 ngày không hết nữa. Cái xấu nhất là ngủ là không cần biết thế giới gì hết á. Có nghĩa là ngủ kêu không dậy. Em nhớ có một đợt là gia đình chồng em là đi Vũng Tàu chơi. Mà tới giờ rồi em dặn là phải dặn báo thức. Nhưng cũng không nghe. Xong rồi nhà chồng mới gọi điện thoại cho em, nói sao nó đâu mất rồi. Cái em mới qua nhà trọ của ảnh, em đập cửa, em la hét, em nhảy múa trước cửa mà vẫn không dậy. Nhảy múa trước cửa luôn. Kêu phòng kế bên kêu giùm luôn cũng không dậy, cái lát không biết làm sao tự nhiên. Ông dậy cái em trễ giờ. Rồi, đặt xấu thứ hai. Tại vì anh ấy anh cao, cái anh đi làm về thì nguyên một ngày mình đi làm về thì dơ nè, mồ hôi nè. Cái bắt đầu anh thương vợ quá, cái bắt đầu lấy cái đầu kéo ảnh vô cặp cánh gà chi nước mắm của ảnh. Đó, rất là hấp dẫn. Và đó thì đó là những cái tật xấu nhất của ảnh á. Còn bà xã em sao? Thì có tật xấu gì không? Trong lúc mà quen nhau trước cưới á thì cũng biết nó như tật xấu rồi. Cũng hy vọng là cưới xong mà sửa đổi. Nhưng mà em đâu có nghĩ là khi mà cưới xong mới phát hiện là cái level nó còn kinh hơn cái mức em có thể tưởng tượng được. Là gì em? Tật xấu thứ nhất á là rất là thích nấu ăn nha, thích lo cho chồng con, thích nấu ăn. Mà mỗi lần bà nấu xong bà lôi hết nồi niêu xong chảo ra bà nấu.
nấu nhà dưới xong bắt đầu lên nhà trên gọt dọn đồ rồi bài từ nhà trên tới nhà dưới luôn. Tới lúc ăn xong cái tự nhiên em ngẹn ngào quá trời luôn, tại vì em thấy là người dọn em phải thu dọn chiến trường. Dạ đúng rồi, thu dọn cái bãi chiến trường á, từ trệt lên tới lầu luôn. Đúng rồi, từ nhà bếp tới phòng khách lên tới trên lầu luôn, coi như là đầy đủ. Rồi còn một cái tật xấu nữa, thứ hai nữa là ham ngủ, rất là sợ mập. Đó, nhưng mà không kế hiểu bên sao tôi là né cái chữ mập nha. Đó. Tại vì tụi em thoải mái nhau quen rồi. Rất là sợ mập, nhưng mà cứ mỗi lần mà có cái món gì mà nó đang hot trên thị trường là phải thử cho bằng được. Ví dụ như trà sữa, ví dụ hồi như trước, phô mai chảy chẳng hạn. Đó, đúng rồi, giống như sữa tươi trân châu đường đen đó. Mấy cái đó ăn được ốm lắm, uống ốm. Dạ, đúng rồi. Tao đâu biết mới tới lúc nghe nói sao thấy tụi tim giờ nó khoái món đó quá anh. Thôi mua em thử uống thử ly cho biết với người ta coi. Rồi, uống xong cái giờ tụi ngày nào cũng uống ly. Uống cái đó giảm cân lắm luôn em ơi. Tươi trân châu đường đen không có mập. Trời ơi sao không mập, mập người ta không có đường mà. Có sữa ta chỉ có chút xíu đường đen thôi với trân châu thôi. Vậy thì bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn nhất á, vợ em thứ nhất là phải chăm sóc bản thân mình hơn nữa. Tại vì tức là nhiều khi là cái tính vợ em thì rất là quan tâm chu đáo gia đình, quan tâm chồng con và cả nhà chồng luôn đó, nhưng mà nhiều khi là quên bản thân mình đi. Khi mà mình biết chăm sóc bản thân mình tốt như vậy thì mới có thể có được cái khả năng để mà tiếp tục quan tâm đến người khác. Trời ơi cái mong muốn của chồng dễ thương quá trời. Ôi, cảm động rồi phải không? Vậy rồi em mong muốn ảnh thay đổi gì? Em mong muốn là giờ cái chuyện ngủ mà kêu dậy là chắc khó, cho nên giờ mong muốn là chồng bớt bắt ăn cánh gà chiên nước mắm. Vậy chứ mà không nghe mùi nước mắm, không bữa nào mà không có mùi nước mắm là chịu không nổi. Thậm chí nhiều khi là không có mùi nước mắm cái hô ủa ông cái mùi nước mắm ông cho đứa nào ăn rồi. Thôi đó, thôi dễ sợ. Bắt đầu chấm rồi. Cặp này là quá đẹp rồi. Chị biết chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Hạnh phúc như vậy hoài. Dạ. Rồi chúc hai vợ chồng em hạnh phúc. Thì cũng nhân cái chương trình này thì thứ nhất là em cũng muốn xin phép một khoảng thời gian ngắn để em có cái làm cái việc này cho vợ em. Rồi. Ngày hôm nay anh cũng muốn thể hiện cái điều này để mang lại cái hạnh phúc trọn vẹn cho em. Thì anh muốn là tiếp tục cầu hôn và em hãy cùng anh tiếp tục xây dựng cái gia đình hạnh phúc trọn đời. Hai chiếc. Trời ơi hay quá, quá tuyệt vời. Bây giờ em hãy chia sẻ cái cảm xúc của em như thế nào. Cảm xúc của vợ đi, mình đừng có dòm. Thuận tò mò quá. Nói chung là vợ cảm ơn chồng làm có cái điều rất là bất ngờ. Nói chung là 8 năm bên nhau rồi thì cái lúc mà cưới á, thì cũng hy vọng là chồng mình sẽ làm một cái gì đó cho mình, nhưng mà ổng không có làm. Thì hôm nay em cũng không có nghĩ là anh sẽ làm như vậy đâu. Dạ, thì nói chung là em cảm ơn và em hứa là sẽ cố gắng với chồng là đi hết cái quãng đường còn lại và xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Rồi, hôn nữa là quá đẹp luôn. Trời ơi. Ok, rồi chúc hai em cứ như thế này mãi mãi hạnh phúc nha. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Rồi những lúc mà tẻn tò với nhau đó thì có khi nào bị em trai phát hiện không? Em thì em trai nó đi xuống rồi em nghĩ nó cũng thấy, nhưng mà nó làm mặt nó quay vòng khác, nó đi một lèo với hồi sinh, không đi một lèo lên phòng. Ví dụ như mỗi lần mình muốn hôn hít này kia thì mình phải canh nó đi ngủ rồi thì mỗi lần mình mới này kia được. Dạ thì bọn em có một người bạn tổ chức đánh bài với nhau trên nhà người bạn đó, thì bọn em mới đến về góp vui. Thành ra em vô mà em gặp bé này, em thấy đánh bài máu lửa quá. Thành ra em thấy cũng xinh xắn nữa, cũng có cá tính. Rồi em mới bắt đầu xin số điện thoại và làm quen. Tết là Tết năm nào? Dạ Tết đó năm cách đây cũng 6 năm rồi. Cách đây 6 năm rồi. Dạ. Trúc lúc đó chắc là sát phạt dữ lắm đúng không? Anh này chơi bài cũng kiểu như cũng chặt với mọi người lắm. Thì em thấy vậy em ghét quá, em mới chặt em lại. Mới dám chặt lại. Với lại ảnh vẻ bề ngoài của ảnh nhìn nó kiểu như là ma tóc. Tóc rồi dài dài rồi nhìn kiểu dơ dơ. Em cũng lúc đó là để tóc dài hả em? Dạ cái style hồi đó nữa anh. Dạ, anh giống Biren vậy đó. Dài dài rút lên nữa đúng không? Dạ. Đến bao lâu thì bắt đầu hai bạn mới kết nối với nhau? Dạ thì trong buổi đánh bài đó luôn thì em bắt đầu em xin số điện thoại qua một người bạn. Dạ thì lúc đó em về bắt đầu em nhắn tin, cũng nói chuyện này kia qua lại, nhưng mà cô này lúc đầu rất là khó, hẹn đi chơi cũng không chịu đi. Rồi bắt đầu em lên chiến thuật của cô này như thế nào? Lúc đó cũng đi làm rồi, thành ra không có thời gian. Còn bạn này thì đang còn sinh viên. Thành ra thời gian cũng rảnh. Cái em mỗi lần mà muốn lên gặp nhau á thì là đi vào Chủ nhật. Dạ, Chủ nhật thì lúc đó em làm việc ở Bình Dương. Em lên phải Sài Gòn chơi thì phải chơi nguyên ngày. Thành ra em mới rủ bạn này đi coi phim.
Coi phim một lần thì em coi 2 bộ cho nó giết thời gian nữa. Em cứ 7 giờ sáng em lên rồi tới 11 giờ đêm về. Trời ơi, vậy em Chủ nhật. Tuần nào cũng vậy luôn. Dạ. Vừa tốn tiền mà vừa tốn sức dạ, đúng. Nữa. Rất là tốn. Cái đợt mà cũng không được gì trơn á. Dạ, vòng 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 ngoài đường vậy đó. Có đợt anh đi mà anh nói vậy mà ngủ gục giữa đường luôn, lúc đi về Bình Dương đuối quá mà. Dạ, dạ đúng rồi. Từ từ rồi mưa dầm mà thấm đất đúng không? Dạ, dạ đúng. Cái đêm mà 14 tháng 2 á thì ảnh mới nhắn tin là tỏ tình rồi, rồi hẹn là nói là mình quen nhau nha, rồi ngày sang ngày sáng 14 tháng 2 là tụi em đi chơi, bắt đầu chính thức quen. Như vậy là yêu nhau tới mấy năm? Dạ 5 năm. 5 năm. Ở trong 5 năm yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm gì mà nó rất là đặc biệt? Dạ thì bọn em quen nhau được 2 năm rồi. Thì lúc đó là năm 2013 thì bọn em bắt đầu sống chung với nhau trước khi cưới. Dạ. Lúc mà tụi em ở chung thì tụi em giấu gia đình ở chung. Giấu hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Không có cho gia đình biết, tại vì trong thời gian 2 năm rưỡi á quen nhau thì ba mẹ không có cho quen anh này. Lý do? Tại vì ba mẹ em muốn em làm giấy tờ đi nước ngoài á. Cho nên mỗi lần mà, tại vì ba mẹ em ở ngoài Khánh Hòa á thì cũng hay vô Sài Gòn lắm, tại vì có công việc trong này. Một tháng cũng phải vô 3-4 lần á. Mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á, rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Nếu mà đi tị nạn là cũng phải cuốn quần. Dạ đúng rồi, cuốn hết đi chứ, trong nhà đó cái gì liên quan là cuốn lúc đi hết đi đâu em. Dạ thì nếu mà ít ngày á thì em xuống phòng bạn em ở ké một vài bữa, còn mà vô cả tuần thì bắt buộc phải ra khách sạn ở rồi chứ bạn nào mà chứa nổi. Lúc đó là có cái phòng của một thằng em ở trong quê ở dưới lầu 1 á. Mỗi lần mà tại vì ba em hay vô bất ngờ á, sáng mà ba em gọi điện là ba tôi tới nơi rồi, là coi như hai tụi em chạy cuốn quần áo bất ngờ quá. Liền anh chạy xuống phòng đó liền một cái phạch vô phòng thằng nhỏ đó để cho ba em đi công việc đi, xong rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Trời ơi vậy đó hả? Dạ vậy mà giấu được đến cuối luôn á. Nếu mà chưa chương trình chưa lên số thì vẫn chưa biết, khi nào lên sóng thì mình sẽ chắc chắn sẽ biết rồi. À. Tại vì bọn em vẫn không nói tới bây giờ. Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ là ba mẹ em cũng có biết nhưng mà họ không có nói đâu, tại vì hôm bữa ba mẹ em cũng có hỏi là có sống chung với nhau đúng không? Em cười thôi chứ em cũng không có khẳng định hay phủ nhận gì hết. Mà thôi bây giờ mọi chuyện đã suôn sẻ rồi, đã gọi là vui vẻ hết rồi, cho nên là kệ, nói cho ba mẹ biết cũng được, không có sao hết. Tập đi bữa nay ba mẹ em biết hết á. Nhưng mà được có điều đặc biệt là lúc mà em với anh ở chung là có thêm thằng em ruột em nữa, đồng phạm. Đồng phạm luôn. Ba người ở trong nhà. Dạ đúng rồi, ba người ở trong nhà. Rồi những lúc mà tẻn tò với nhau đó thì có khi nào bị em trai phát hiện không? Em thì em trai nó đi xuống thì em nghĩ nó cũng thấy, nhưng mà nó là mặt nó quay vào khác, nó đi một lèo vô phòng vệ sinh, không đi một lèo lên phòng. Ví dụ như mỗi lần mình muốn hung hít này kia thì mình phải canh nó đi ngủ rồi thì mỗi lần mình mới này kia được. Trong cái thời gian mà sống chung với nhau á là vui không, tức là sống thử vậy á vui không? Vậy cũng vui, nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì ảnh còn kiểu như ảnh vẫn còn giữ hình tượng. Nhưng mà sau khi mà ở chung 1 năm rồi á thì ảnh bắt đầu bộc phát ra, tối ngủ thì thả bơm. Lúc đầu thì ảnh còn chạy vô toilet hay là đi ra ngoài, nhưng mà sau đó là thả tự do luôn, thả thoải mái luôn. Còn hỏi em hợp thơm em rồi em là tụi em ở chung với nhau như vậy thì cái ngày mà đám cưới, đêm mà đêm tân hôn chắc có lẽ đâu có gì để gọi là xa lạ đối với hai đứa nữa đúng không? Anh này bị toilet không ra được nên đêm đó luôn. Ảnh thì ảnh đập tường rầm, em á cái phòng em với phòng toilet thì sát bên, sát giáp vậy á, nhưng mẹ không có nghe. Tại lúc đó em ngủ rồi, xong rồi cái bạn ở phía trên lầu á mới nghe chạy xuống, mới kêu ba ảnh ra giải thoát. Tại vì ba ảnh là rất là giỏi mấy cái sửa mà sửa nhà này nọ. Xong rồi một hồi sau khoảng tới 1-2 giờ sáng á ảnh mới được ra ngoài. Trời ơi. Mất bà nó đêm tân hôn rồi. Ủa nhưng mà lý do gì em đi vô trong toilet mà? Tại vì lúc đó có bạn em ở Sài Gòn vô ra nữa. Thành ra em muốn kỹ tính thì dù sao dâu cũng mới về nhà chồng thì mình an toàn tí, mình kiểm tra cửa này kia thử. Thì lúc em vô em bấm cửa cái không có được luôn. Kiểm tra. Rồi lúc đó cái cảm giác em xem ra coi như em tụt mút hết luôn á. Dạ, mà vô luôn. Tới phòng thì thấy vợ ngủ mất tiêu rồi. Dạ, ngủ mất tiêu. Không hề biết là em đang bị tù đầy đó. Sáng hôm sau nghe ba chồng em kể lại mới biết. Coi như là bữa đó chú rể là coi như là tự kỷ nhất luôn á. Chắc nói chung là sau đêm đó là em hận cái toilet đó luôn đó. Mai là thay cửa luôn anh. Rồi bây giờ là ở với nhau bao lâu rồi? Em mới cưới tháng 10 năm ngoái, được 6 tháng á. 6 tháng? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ có cái gì để gọi là vỡ mộng về nhau đó không? Bây giờ thì hả, kiểu như đi làm về á là dí đầu em vô nách hành họ thử thơm không? Tại vì em rất là sợ cái mùi nách của ảnh. Mà mỗi lần ảnh về á, một là ảnh cởi áo ra, hai là ảnh dí đầu em vô vậy đó.
thú vui rất là nghĩa là ủa sao có một cái thú vui là ái mùi như thế mà anh rất là thích làm cái điều đó. Rồi còn gì nữa chưa đâu Lộc, chút nữa tới em nghe, cứ để đi, cứ để bên ấy đi em nghe. Rồi những lúc mà em nhờ anh làm việc nhà hay gì á là ảnh kiểu như ảnh trốn việc để ảnh chơi game, còn không là ảnh kêu là anh vừa mới giặt đồ rồi, nhưng mà thật ra giặt đồ đâu phải giặt đồ, máy giặt mà anh kêu, nhưng mà anh có bỏ đồ vô rồi, có bấm đồ giặt rồi, là vậy là có làm rồi đó. Tức là làm biến đúng dạ. Không còn tật xấu gì nữa không? Ngoài cái tật xấu mà bụp ở đây thì ảnh cũng ok, cũng biết chiều vợ, nhưng mà mỗi khi mà ảnh hai tụi em giận nhau mà kiểu như mà em thì tính hơi bị nhây, mà ảnh thì ảnh nóng lên á là ảnh rất là bực mình, em càng nhây anh bực mình là anh đập cái điện thoại, mà cũng may là biết lựa điện thoại để đập, không đập iPhone, đập cái cù bắp, đập cù bắp. Ngoài cái đó ra là ảnh ok rồi. Dạ đúng rồi, ảnh được cái đó là chiều vợ. Dạ, nhây, đang nói vừa nhây em kể luôn, nhây lắm, giống như buổi tối thì vợ chồng hay này kia, cái mình có hứng lên rồi, cái Lăng đang ngủ, chưa nổi không? Em đang ngủ nửa đêm cái không ngủ được, lại quay qua tát em vậy. Kêu em dậy chơi vậy đó, không cho ngủ nữa. Ngay nhiều trạng thái đúng không? 50 sát thái ngay. Rồi ví dụ như em lúc mà em làm việc hay là em chơi game gì đó em rất là tập trung, thì như vậy canh như vậy, nhưng lúc đó thì bắt đầu đặt hàng trên mạng, mua online, cái anh em mua cái này nha, ok ok, cái bấm trong tay, rồi anh em mua kia nha, cứ bấm vậy rồi hồi tới nó vàng, ủa em mua cái nào vậy, rồi xong chuyện đã rồi. Bị gai hàng đúng dạ, không? Tiền chạy phòng tấu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em thì hả mong muốn ảnh bớt mê game lại, rồi biết phụ vợ hơn. Rồi với lại anh có một cái tật là mỗi khi mà ảnh làm gì sai á thì em bắt được lỗi sai đó thì ảnh không bao giờ xin lỗi em á, ảnh không bao giờ chịu nhận lỗi, thì ảnh sẽ suy nghĩ, ngồi một hồi suy nghĩ về cái lỗi hồi xưa của em, ảnh bắt ngược lại. Em muốn ảnh là hả kiểu như là em mà bắt được lỗi gì á thì ảnh chịu nhận lỗi, xin lỗi em, thì khỏi hai vợ chồng khỏi phải cãi nhau. Chỉ như vậy thôi, còn lại tất cả ảnh lỗi đó ok. Dạ. Mẹ còn em đâu? Dạ em thì muốn vợ thì bớt nhây lại. Dạ với lại mình kiểm soát cái tài chính cho nó hiệu quả hơn, lâu lâu đừng có mua tà lao nữa, giống như mua giày anh, mua một tủ to biết bao nhiêu đồ giày đó mà lúc này cũng kêu không có giày mẹ. Dạ thương quá. Dạ chứ không có đồ mặc rồi hết rồi. Dạ cặp vợ chồng này nãy giờ kể toàn những chuyện đáng yêu không ta? Thiệt như cái lầy của vợ em á, chị tưởng tượng đấy cũng dễ thương lắm. Chắc có lẽ là nhây bởi vì là ở nhà chưa có em bé hay sao á. Thì đúng rồi, thời gian, đúng rồi. Con thời gian nhiều cho nên đùa giỡn với nhau. Dạ đúng rồi, chưa có em bé. Hết giỡn luôn á. Em canh nên kiếm cái thời gian nào nó sức khỏe dồi dào đó, em tấn cái rằng cho có thai cái xong cái đẻ đi. Coi như là hết lầy hết nhây liền á. Chúc hai em ha, sau chương trình này về ha sẽ không còn nhây nữa. Mong rằng hai em qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị. Thấy anh ấy ốm quá, thân thiện, hòa đồng, thấy cũng hợp với mình cho nên là cũng tiến tới. Các em về thì gia đình bên vợ không ra mắt. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên Đức Hùng, hiện là 22 tuổi, đang là nhân viên cơ khí, đang công tác tại Biên Hòa. Ê còn em? Dạ em là Thu Thảo, em 23 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài. Thảo và Hùng, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Năm 2013 thì lúc đó em đang ở Biên Hòa. Thì lúc đó mới mua cái smartphone xong thì cũng tải Zalo, thì thấy cái có anh chàng ảnh kết bạn, thấy ảnh chụp cái hình avatar của cái Zalo là chụp với cái cây ba gốc một ngọn ở núi Chúa Trang, Gia Lào ở Xuân Lộc á. Trong bụng nghĩ chắc cái anh chàng này là cùng quê với mình ở Xuân Lộc đây, cho nên là em chấp nhận. Rồi sau đó thì nói chuyện, sau một tháng thì hai đứa gặp mặt ở ngoài. Rồi khi hai bạn gặp nhau lần đầu tiên ở ngoài thì như thế nào? Dạ lần đầu tiên gặp vợ đi với một người khác thì cũng hai người không có người nào có ấn tượng gì cả. Dạ. Còn em? Ấn tượng đầu tiên là sao cái anh này ảnh ốm quá, xong rồi mặc áo sơ mi xanh, mang quần tây đen, mang giày, mà đóng hùng nữa. Mình nghĩ trong bụng, ủa đi cà phê thôi mà làm gì nghiêm túc vậy trời. Xong rồi cái đi vô quán cà phê ngồi thì em với cái bạn nữ đi chung á thì cứ nói chuyện, còn cái anh chàng này thì ảnh ngồi ảnh nhìn thôi. Cả hai người đều không ấn tượng về nhau, lý do gì mà thích nhau? Đó. Dạ, rồi em... sau đó nói chuyện được một tháng thì thấy vợ mình là một người dễ gần, với lại cũng hòa đồng, nói chuyện cũng vui vẻ, nên quyết định hai đứa quyết định quen nhau. Dạ không, lúc đó bà xã chủ động hẹn tiếp. Vậy bà xã cũng mạnh dạn quá. Dạ thường là những lần đi cà phê là em là người hẹn. Thì đi cà phê được mấy lần nữa thì thấy anh này có nghĩa là thân thiện, hòa đồng,
thấy cũng hợp với mình cho nên là cũng tiến tới. Đúng 24 tháng 12 là tụi em chính thức quen nhau. Đêm Noel. Dạ. Nhưng mà có suôn sẻ không? Hai gia đình là có trục trặc gì dạ, không? Có à. Cái việc mà hơn tuổi này cái nọ đó thì hai gia đình có bên nào trước? Dạ. Bên nào? Ba mẹ vợ không đồng ý. Lý do? Tại vì trước đó bà xã có quen một người nữa, hai người quen nhau thời đi học gì đó, em cũng dạ. Thì dắt về, dắt em về thì gia đình bên vợ không ra mắt, tại vì bên kia cũng tính đang tính tới hôn nhân. Rồi với lại phần em cũng nhỏ tuổi hơn vợ thì mẹ vợ chắc nghĩ là mình không đủ chững chạc để lo cho vợ. Dạ. Còn em thì sao? Khi mà bị gia đình nói chung ngăn cản. Em quyết liệt luôn, tại vì gia đình hứa gả cho một nhà khác. Nhưng mà em vẫn quyết định không, kêu bây giờ nếu mà không cho con lấy người này thì con lại giá. Nhưng mà sau một thời gian thì anh này ảnh nản hay sao đó, anh chủ động chia tay trước. Tại vì lúc đó gia đình vợ phần là ba vợ, mẹ vợ và ngoại vợ nữa. Phản đối kịch liệt quá, với lại không thì lúc đó không muốn tình cảm của gia đình vợ mình với lại ba mẹ nó có một phần nhảy đi. Thì quyết định chủ động. Anh nhắn tin kêu thôi mình chia tay đi. Giống như là không có tha thiết nữa. Cái em ok, anh sống tốt, vậy thôi. Cái em chưa vô toilet em khóc, em gào thét trong đó. Cái lúc mà em khóc xong em ra, cái sếp em thấy mắt em đỏ. Không dám sai em lại anh hết, không dám nói gì luôn. Cái em kêu sếp em ra ngoài chút, tôi tóc dài em cắt thành đàn trai luôn. Ra cắt tóc. Sau cái bữa đó là em giống như trong cái tâm mình rất hận cái người đã bỏ rơi mình. Tại vì mình đã Mình đã cố gắng, mình đã quyết liệt chống đối với gia đình vì cái đó. Nhưng mà người ta lại bỏ rơi mình. Mà trước khi bỏ rơi em thì người ta đã hiếp em rất nhiều. Thì em rất hận. Nhưng mà em hận nhưng mà em vẫn theo dõi trên Facebook. Thế là mình vẫn còn thương, cho nên theo dõi coi người ta sống như thế nào. Chờ một ngày em thấy một cô mặt đầm vàng, anh chàng này ôm người ta, hôn người ta, chụp hình. Lúc đó tâm trạng em giống như là không còn cái hôn như cái xác nữa. Thì lúc đó mình nghĩ thôi, có lẽ là quên. Thì không biết một thời gian sau hai người đó như thế nào. Thì anh này chủ động quay lại năn nỉ em là mình quay lại. Lúc đó em chảnh lên, em không chịu. Anh này anh vẫn kiên quyết, anh vẫn theo đuổi. Mà em thấy ảnh có một sự thay đổi. Lúc trước anh hiếp em thì bây giờ huy gần là em không ai em không hiếp lại vẫn được. Nhưng mà bây giờ em cầm cơ. Lúc mà quyết định quay lại rồi thì em về em thông báo với mẹ em là con quay lại với Hùng rồi. Thế mẹ kêu thôi hai mày cưới đi. Em hỏi tại sao, thì kêu trong cái thời gian chia tay á không thấy mày quen ai chứ. Tôi sợ mày ế rồi thì cho mày lấy chồng luôn. Cô áo vàng đó là ai? Ảnh số đó là chỗ nào? Dạ, lúc chia tay vợ cũng lâu rồi, cũng gần một năm rồi. Thì có quen một người đó, chỉ cũng không có tình cảm gì hết. Nhưng chỉ quen, chủ yếu quen để quên vợ mình thôi. Nhưng mà quen được một thời gian thì càng quen thì lúc càng ở bên người ta thì càng nhớ vợ mình càng hơn. Nhớ vợ không chết luôn á. Dạ, cái lúc đó tình cảm dạt dào, lúc đó mới quay trở lại năn nỉ. Với lại một phần nữa là có mấy anh chị làm chung, người ta cũng kể lại ngày trước bạn bè chị còn hơn mấy em vậy nữa mà vẫn vượt qua được thì mà em nên thử lại một lần nữa. Cái lúc mà em chia tay với vợ em á, dạ, buồn. Dạ buồn chứ khóc. Khóc không? Đúng không? Dạ. Cái chia tay xong rồi lúc mà quay lại vợ không đồng ý, lúc đó bắt đầu tới Hùng khóc phải không? Dạ nó khóc dài dài luôn. Rồi như vậy là sau cái lần đó thì bao lâu tụi em làm đám cưới? Dạ quay lại khoảng đầu tháng 6 thì 25 tháng 7 là tụi em đám hỏi và 20 tháng 12 là đám cưới. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được hơn một năm. Hơn một năm về ở son chung nhà với nhau. Son lắm em. Đúng rồi, tụi em chẳng những son mà quá son. Ừ. Tại vì cái tuổi nè, cái thứ hai là cái thời gian ở bên nhau. Vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị ở đây. Thú vị gì, vỡ mộng với thú vị gì? Thú vị đó. Cái chương trình đặc sắc nhất là tới cái tiết mục là nói xấu nhau. Vậy thì bây giờ cho anh biết đi, bạn này có thật xấu không? Dạ có nhiều lắm, ngủ nướng, ngủ ngáy. Mà ngáy không phải như ngáy bình thường, ngáy kỳ lắm. Lần đầu tiên em thấy có người ngáy vậy. Không, dạ không phải. Kỳ lắm, xong rồi ngáy em giả cái nhẹ nhẹ là im. Im hồi lâu nữa mới tiếp. Mà ngáy thì sao đâu Hùng? Dạ. Em ngáy thì sao đâu? Dạ em ngủ xem biết được. Rồi, bây giờ anh hỏi nè, cô vợ xinh vậy, có ghen không? Ảnh hơi hơi thôi. Ảnh ghen không bằng em. Là em ghen hơn nữa hả? Dạ. Ồ vậy ghen cái gì? Dạ em ghen em tưởng tượng luôn. Vui quá vậy. Ghen tưởng tượng sao? Dạ con đằng em đi làm ra, vợ nhắn tin nói là anh ơi em muốn đi biển. Lúc đó cũng mệt quá nhắn đọc thành anh ơi em muốn ăn đồ biển. Cái đó em mới nhắn tin lại hỏi vậy lát vợ chồng mình ghé ăn hay là về nhà ăn với mẹ. Cái vợ quay qua mẹ nào mẹ con nhỏ nào. Em là tưởng chồng nhắn lộn tin cho người khác đúng không? Đúng chưa? Ghen si diễn đó. Cái thanh minh mãi không được. Cái nói bây giờ em mà không tin anh nữa là anh đi bộ từ Biên Hòa về quận 9 luôn đó. Cái vợ nói anh đi đi. Tức quá đi bộ về quận 9 thiệt luôn. Trời ơi đó hả? Cái lúc mà em đi bộ đó, em có vừa đi vừa khóc không? Dạ không, lúc vừa đi vừa cũng chưa khóc nữa. Cái một hồi vợ dí theo, vợ nói là gần cũng gần tới nhà rồi. Cái vợ nói thôi anh lên xe đi, mẹ la sùm nhà kìa. Cái lên xe mà người ấm ức tức
tức mà nước mắt nó chảy ra, tức mà không biết lý do gì mà mình bị ghen. Ừ, lúc đó mới khóc đúng không? Dạ, lúc đó vừa đi vừa khóc mà đi xe ôm. Rồi sao nữa? Có ghen, cứ đợt nào ghen mà anh động trời hơn đó. Dạ còn nằm mơ thấy thấy em với lại bạn thân yêu nhau đang ngủ tỉnh dậy ghen. Nặng như luôn hả? Trời đất ơi, coi như là mơ đó. Thấy chồng em yêu bạn thân của em. Thân bạn thân của ảnh. Bạn thân, à bạn thân dạ, của ảnh rồi, cái em tỉnh dậy em ghen hả? Dạ, có nghĩa là bình thường ở ngoài á, hai người đó thân lắm. Mà ảnh nói chuyện với bạn thân của ảnh vô điện thoại á, chỉ ra hàng rào, đứng nói một mình, rồi cười khúc khích vậy đó. À, dạ. Rồi cái hình ảnh nó có ấn tượng đi vào giấc mơ luôn, đúng không? Dạ, là hai người đó thân mà thân một cách em không diễn tả được. Bây giờ còn thân không? Dạ, vẫn còn, nhưng mà ít liên lạc hơn lúc mà ảnh chưa cưới. Giờ còn mơ là yêu người đó, chồng yêu người đó không? Dạ, không. Bây giờ quay trở lại với Hùng, đúng. Đặt xấu gì của vợ? Dạ, vợ lúc trước thì vợ nói chuyện chỉnh chạc đàng hoàng lắm, bây giờ thì vợ hay nói nhiều và nói nhảm. Ồ, nói nhảm cái gì? Vợ nói chuyện suy diễn lung tung. Rồi gì nữa? Vợ hay muốn buồn buồn, muốn vui vui. Ồ, vậy muốn khóc muốn bất cười gì đó. Dạ, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau mà muốn buồn là buồn. Sao vậy? Không phải, nhiều khi cái câu nói của anh vô tình làm mình tổn thương mà anh không biết. À, dạ, đó phải có lý do chứ. Ở đâu ra mà đâu có khùng mà tự nhiên là đang vui rồi buồn. Ờ, tự nhiên là đúng không? Đúng không? Tại vì phải lý do. Bây giờ tới em, anh hỏi nè, tật xấu của ổng ngoài cái vụ ngáy, ngoài cái vụ ghen còn gì nữa không? Có cái vụ độc tài với khó tính. Nó lại bày hày, đi đôi giày về lấy cửa giục lấy cửa, cởi đôi giới xong rồi để đâu cái không nhớ, cái là em cũng phải là người dẹp, uống ly nước xong cũng để tại chỗ, rồi thay đồ đi làm xong cái quần để ngay chân giường á, là em cũng phải dọn. Là bày hày. Dạ. Nói gì nữa? Tò mò nữa. Tò mò là tò mò sao chưa hiểu? Dạ, ví dụ như em nói chuyện điện thoại với mẹ em hay là em trai của em thôi, là cũng phải đứng kế bên nghe xem nói cái gì. Ừ. Hết câu chuyện xong rồi anh mới đi chỗ khác. Hoặc là em nhắn tin với em trai của em hoặc mẹ em á, anh cũng phải ngồi anh coi em nhắn từng chữ chữ, rồi tin nhắn tới anh đọc. Xong hết rồi em tắt điện thoại đi thì mới đi chỗ khác, mặc dù đang muốn đi tắm hay làm gì cũng phải đợi xong. Trời ơi. Nghĩa là em nhắn tin nó bên nào thử đi ha, em thử đi, em nhắn tin cái em đi vòng bảo đảm ổng cũng đi vòng. Thôi lúc đó chắc ổng cầm điện thoại ổng giục luôn. Rồi còn bây giờ mong muốn thay đổi nè. Mong muốn thay đổi điều gì không? Dạ, muốn vợ có ghen thì ghen chính xác đi xíu. Với lại cũng đừng có vui buồn thất thường nữa, mình phải kiềm chế lại cái đó xíu. Còn em? Em mong muốn nhất là chồng em giảm bớt cái tôi của mình xuống, là vợ chồng phải hiểu và thông cảm cho nhau. Ừ. Hai đứa con được mấy tuổi rồi? Dạ, con em 5 tháng. 5 tháng rồi. Là ai là người chăm chính? Dạ, bà nội. Đang ở chung với bà nội? Dạ. Thôi bây giờ về nghe. Hai bạn này á, thứ nhất là hai bạn còn rất là ấu thơ, hiểu không? Thực ra tôi còn nhớ cái lúc mà tôi bằng tuổi hai bạn, là lúc đó là tôi mới gọi là cuộc sống nó còn mở trước mắt, quá nhiều thứ để mà khám phá tìm tòi. Đó. Cho nên rằng á, bây giờ một bạn thì 23, một bạn thì 22, còn rất là nhỏ. Chính vì vậy bây giờ vậy đi, mỗi bạn phải tự cho nhau 2 năm nha, 2 năm để bớt cái tôi của mình lại, để mà gọi là trau chuốt lại làm sao mà hai bạn có thể hợp nhất thành một khối. Chứ hiện giờ là các bạn còn gai góc lắm, mỗi người một cái khí phách, một cái tính cách khác nhau, đúng không? Cho nên giờ á, sẽ tự cho mình là được 2 năm để hoàn thiện trong vai trò người vợ, 2 năm để hoàn thiện vai trò người chồng. Tạm thời trong thời gian này có mẹ hù hợ chăm con thì dựa phải chịu khó học cái cách của mẹ để mai mốt còn tự lập được, đúng không? Yeah. Đó, còn thực ra tất cả những cái mà các bạn bây giờ nói về nhau là cái đó là điều nhất thiết phải có của cái lứa tuổi này, không thể nào mà không có được, hiểu không? Cũng suy diễn thời gian nữa đó. Ừ. Chứ còn chưa có bỏ được liền đâu, phải chấp nhận cái đó. Yeah. Bạn này cũng vậy, cũng sẽ trẻ con cho tới 2-3 năm nữa. Thì các bạn nhớ là vậy nè, tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình, nó là một cái điều bắt buộc ở lứa tuổi này. Tại vì thực ra lứa tuổi này lứa tuổi mà chưa lập gia đình, lứa tuổi còn phải khám phá, còn phải tìm hiểu, còn phải mày mò nhiều thứ, đúng không? Rồi trong cái quá trình 2 năm đó, tự mỗi ngày một chút, giống như là lụm sỏi nhặt cho đầy bị đó, học tập kinh nghiệm, học ai đâu xa xôi, học ba mình, học mẹ mình, học anh mình, chị mình, nói ví dụ về những người đi trước, để mà mình có thể có nhiều những kiến thức về hôn nhân cho cái gia đình của mình hạnh phúc. Ok. Nha. Dạ. Xin chào hai em. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị.